Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối đọc truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng bước tiếp phần còn lại của Tam Nhãn Quỷ Đồng, tác giả Hào Phan. Quý thính giả yêu mến truyện của em ấy thì đừng quên hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của Hào Phan. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng lắng nghe Tam Nhãn Quỷ Đồng phần 2, cũng là phần kết cục của bộ truyện nhé. Bên nhà Vi lúc này, tên Đăng đã chữa trị xong, họ đã ngủ rồi. Vì tác dụng của bùa phép nên 3 ngày sau họ mới tỉnh được. Ăn uống cứ truyền vào ống dẫn là xong. Định nghỉ ngơi thì ầm một tiếng, cửa sổ bất ngờ bị vật gì đó làm cho bể, mảnh sành văng ra tung tóe. Mọi người có mặt ở đây đều ngạc nhiên. Vi liền nấp sau lưng Quân, nhìn về hướng cửa sổ. Cô cứ có cảm giác như việc không hay lại đến. Quả là không sai, thứ đứng trước mặt họ chính là Tam Nhãn Quỷ Đồng. Nó cứ vậy mà trực tiếp lao vào, không sợ ai cả. Ánh mắt đảo xung quanh rồi nhìn về hướng của Quân. Lăng Quân, tao đến tìm mày đây, tên pháp sư khốn nạn. Quân lúc này vẫn bình thản trước lời thách thức của Quỷ Đồng, mặc cho mọi người xung quanh ai cũng tái xanh mặt mày. Vốn nó là quỷ nên mọi người không thể nhìn thấy, nhưng lần này nó cố tình hiện lên để hù dọa tất cả những người ở đây. Con mắt thứ ba đã mở rồi, cấp bậc quỷ thủ, tu vi tăng hẳn một bậc chỉ sau một đêm sao? Chắc chắn mày đã giết người. Đang ở bên cạnh, nghe đến cấp bậc quỷ thủ liền biến sắc. Trước giờ muốn đối đầu với quỷ thủ, ít nhất phải cần 2-3 pháp sư mới đánh lại được. Vậy mà cái tên này không chút cau mày hay sao? Vi ở đằng sau cũng cất tiếng hỏi. Cấp bậc quỷ thủ là sao? Em không hiểu. Sao lại giải thích cho em sao? Bây giờ cứ đứng đằng sau anh là được. Cùng lắm, đây chỉ là một mảnh thần thức của nó thôi, nó chưa thật sự xuất ra đâu. Vì nghe vậy cũng không hỏi gì thêm nữa, yên lặng đứng nấp sau lưng của Quân. Không hiểu sao cô mang cảm giác rằng người này có thể bảo vệ cho mình. Con quỷ đồng bên kia lên tiếng. Tao đến để cảnh báo cho mày biết, chỉ cần tao xuất quan, tao sẽ giết hết tất cả chúng mày để trả thù. Bây giờ tao đã là cấp bậc quỷ thủ, mày không phải là đối thủ của tao. Nó nói quả không sai, Quân không có phần trăm nào thắng khi đối đầu với một con quỷ thủ cả. Có phải mày sợ tao hay không? Mối thù mà mày phá hủy linh thân của tao, tao vẫn còn ghi nhớ. Hôm nay tao đến đây thông báo cho mày biết, trong 2 ngày tới tao sẽ xuất quan đến tìm mày, giết cả gia đình này. Dù cho mày có cố gắng bảo vệ cũng không được đâu. Tốt nhất bây giờ mày nên để tao giết, thì còn có thể giữ lại được hồn phách đó. Chưa nói dứt câu, bỗng từ đâu có 7 đồng tiền bay đến. Mỗi đồng tiền đều được bao bọc bởi một lớp kim quang, đánh thẳng đến quỷ đồng. Nó thấy vậy liền cố xoay tay, cố phá vỡ đi trận pháp này, nhưng hơi khó khăn. Đây là thất kim tiện, một thuật pháp cấp cao của một môn phái nào đó, mà người đang sử dụng nó để đánh quỷ đồng là Minh Đăng. Ánh mắt cau lại. Mày tốt nhất nên nhớ là còn có tao ở đây, còn dám làm càn sao? Tay phải của Đăng bắt quyết, điều khiển 7 đồng tiền liên tục phát ra kim quang, bay vòng quanh con quỷ đồng, hung hăng đánh vào người nó. Quỷ đồng phát ra quỷ khí bao bọc quanh thân, ngăn cản công kích của Đăng. Ánh mắt đỏ lên nhìn sang. Vẫn còn một tên pháp sư nữa sao? Mày là ai? Đăng trán tuôn ra mồ hôi. Hắn đang dùng toàn bộ cương khí để điều khiển 7 đồng tiền. Vốn hắn vẫn chưa thành thạo chiêu này, nhưng bắt buộc phải lấy ra dụng để trả oai với Quân, không để hắn xem thường mình được. Minh Đăng nhìn quỷ đồng, cố gắng cười. Mày sắp chết nên không có tư cách hỏi đâu. Khi nào mày chính thức đến đây tao sẽ nói, bây giờ thì chuẩn bị chết đi. Hắn quát lên một tiếng, 7 đồng tiền liền lóe lên, đánh thẳng vào quỷ đồng,
còn mạnh hơn lúc nãy gấp mấy lần. Quân bên này nhìn trận chiến, khuôn mặt vẫn không đổi. Thất Kim Tiền sao? Cũng mạnh đó. Vì nãy giờ đang xem trận chiến, nghe Quân nói cũng quay sang hỏi. Bộ, anh biết hắn đang xài gì hả? Ừ, trong đạo gia giống có những chiêu thức giống nhau mà, đều là dựa vào âm dương ngũ hành sáng tạo ra. Trước đây anh có nghe nội của anh nói, có một môn phái chuyên sử dụng đồng tiền để đánh quỷ, còn sáng tạo ra nhiều chiêu thức khác nhau nữa. Mỗi đồng tiền đều mang linh lực rất là mạnh, tùy vào người sử dụng. Vậy hắn sử dụng tận 7 đồng tiền, chứng tỏ là hắn rất mạnh hả? Không phải dựa vào số lượng đồng tiền, mà là dựa vào cương khí của người sử dụng. Có người chỉ sử dụng 1 đồng tiền mà mạnh hơn hắn gấp mấy lần nữa. Nhưng theo nhìn thì hắn cũng không tệ đâu. Quỷ đồng kia sắp tèo rồi. Vì nghe vậy thì liền nhìn sang. Quả thật con quỷ lúc này đang bị đánh cho hộc máu huyết đầy người, khuôn mặt vặn vẹo. Đang khuôn mặt cũng không kém hơn con quỷ kia là bao nhiêu, đang dần kiệt sức. Quý Đồng nhìn sang, nở một nụ cười. Hôm nay tao biết đến đây chỉ để chết, nên chỉ muốn cảnh báo chúng mày thôi. 2 ngày nữa chuẩn bị chết đi. Thân thể của nó bất ngờ phình to lên. Đăng hét lên một tiếng. Con mẹ mày, định tự bảo sao? Tao muốn chính tao giết mày. Đăng vận lực để ra một đòn cuối trước khi nó tự bảo. Quân thấy mọi việc không ổn, liền nhào tới, tay phải phóng ra một đồng tiền mang linh lực cực mạnh, đánh bại trận pháp của Đăng trong tức khắc. Trong túi lấy ra một lá định hồn phù, dán thẳng lên đỉnh đầu của con quỷ đồng, khiến cho nó không thể tự bảo được. Đăng trợn mắt khi thấy cảnh tượng này, không thể tin được hắn lại dễ dàng phá đi chiêu của mình như vậy. Cậu đang làm cái quái gì vậy? Đừng có nghĩ mình lợi hại mà muốn phá công lao của người khác nha. Quân quay sang nhìn Đăng, lạnh giọng nói. Bị điên hả? Nó đang cố gắng tự bảo để phát ra một luồng quỷ khí cực mạnh trong người. Cậu làm như vậy chẳng khác nào giúp nó phát nổ nhanh hơn. Nhìn lại đi, ở đây biết bao nhiêu người hít phải quỷ khí này. Thì sao đây? Là pháp sư nên biết tính toán một chút đi. Nếu mà nhắm không làm được thì cút đi. Nhìn sang sắc mặt của Quân rất khác với thường ngày. Cậu ta đang thực sự nổi giận. Với cậu ta thì muốn đánh như thế nào cũng được, miễn đừng gây thương vong cho người khác. Mà cái tên này chỉ vì chút sĩ diện mà quên để ý nguy hiểm trước mắt. Nếu nó thực sự đánh cho bạo nổ ra thì nguy hiểm thực sự rất khó lường. Pháp sư thì không sao, nhưng người thường hít phải chắc chắn phải chết. Ở đây cũng không ít người. Đăng đỏ mặt khi nghe Quân nói như vậy. Hắn thực sự đã quên điều này, nhưng bản thân không thể để tên này sỉ nhục như vậy được, bèn quát lại. Cái này tôi biết trước rồi, chẳng qua là... Quân không thèm để ý tới hắn nữa, liền quay sang con quỷ đang bất động, rút trong ba lô ra một con dao găm có hình thù kỳ quái. Nó vốn dĩ cũng là một pháp khí của cậu, đuôi khắc hình con hổ trắng, được làm bằng nanh hổ trắng, lưỡi dao sắc lẻm, trên đó có khắc những ký tự cổ. Đăng thấy thứ này liền lắp ba lắp bắp. Đây là phi tiên hổ, báu vật của đạo gia. Tại sao cậu lại có nó? Phi tiên hổ năm xưa từng nằm trong tay của một vị pháp sư rất lợi hại. Nó được pháp sư này dùng để trấn trụ rất nhiều ma quỷ. Khi pháp sư đó mất đi thì lạc mất không biết tung tích. Trong sách cổ từng có nhắc đến vật này. Quân cười nhạt. Không cần phải để ý đâu, miễn nằm trong tay tôi thì là của tôi. Nên nhớ, chỉ có kẻ có năng lực mới dùng được thôi. Dứt câu, Quân cầm phi tiên hổ đâm thẳng vào cổ con quỷ đồng. Nó vậy mà không phát nổ. Đây là điểm đặc biệt của phi tiên hổ. Nó hấp thu toàn bộ quỷ khí trong người ma quỷ khi đâm trúng. Nhược điểm là chỉ khi người sử dụng mạnh hơn đối thủ thì mới sử dụng được. Máu huyết con quỷ đang tuôn trào ra, sau đó hóa khô thành một bãi huyết nhục tanh tưởi. Cơn đau này thậm chí còn lan đến chỗ thực thể của con tam nhãn quỷ đồng. Bên trong bức tượng, nó gào lên. Đau! Thật không ngờ cái tên này lại có thể khiến cho cơn đau lan tận tới mình. Xem ra mối thù này nuốt không trôi rồi. Lăng Quân!
Quân bên này làm xong liền nhét con dao găm vào trong ba lô, rồi nhìn sang phía mọi người đang há hốc mồm. Mọi việc xong rồi, trong 2 ngày nhất định nó sẽ không đến nữa, còn sau đó thì để tôi tính. Đi ra ngoài đi. Một người làm bước lên nói. Tôi thật sự rất sợ đó. Cậu có chắc là nó không quay lại không? Nếu không phải như vậy, tôi sẽ nghỉ việc đó. Đối với họ, việc vừa xảy ra như một cơn ác mộng. Lần đầu chứng kiến khung cảnh kinh dị như thế này, ai mà không sợ hãi chứ. Quân cũng hiểu được, cậu bèn nói. Tôi chắc chắn mà. Ở đây các người quên còn có tên pháp sư này hay sao? Nếu mà có cái gì, hắn sẽ bảo vệ cho mấy người bên trong cái phòng này. Quân chỉ sang Đăng, bên kia đang trầm mặt. Ai nói tôi sẽ bảo vệ họ? Tôi chỉ bảo vệ cho ông bà chủ thôi. Việc quan trọng nhất vẫn là bắt con quỷ cùng cậu. Đừng có đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi. Chẳng phải cậu nói mình rất lợi hại sao? Sợ hả? Cái gì? Ai sợ? Tôi không có sợ. Tùy cậu, có gì gọi tôi. Tôi với lậu chứ đâu. Câu này chẳng khác nào nói Đăng là một kẻ yếu kém, khiến cho hắn cũng ngộ ra phần nào, trong lòng rực cháy. Còn Quân, dứt câu, cậu cũng mở cửa cùng Vi bước ra khỏi phòng. Còn những người còn lại, vì phải chăm sóc cho ông bà chủ nên đành ở lại đó. Đăng đấm tay vào tường, khuôn mặt giận dữ. Mày cứ chờ đó, tao sẽ bắt mày phải trả giá. Bên ngoài kia, Vi nắm lấy tay Quân nói. Nè, lúc nãy anh rất ngầu luôn á. Cái lúc mà anh đâm vô cổ con quỷ á, em thật sự sợ nó phát nổ thiệt á. Quân cười cười, rồi đưa ra khuôn mặt hèn mọn. Đương nhiên rồi, anh này đẹp trai, lại ngầu như thế nữa mà. Thái độ này khác hẳn với mới lúc nãy đây thôi. Vì ở bên cạnh cũng không hiểu Quân có phải là cái thằng đa nhân cách hay không nữa. Thật là bó tay. Vì cũng không thèm nghĩ nữa, bèn hỏi. Anh có dạy pháp thuật không? Dạy cho em với. Cái gì? Em muốn học pháp thuật hả? Vì gật đầu, đưa khuôn mặt dễ thương nhìn Quân. Quân nuốt nước bọt quay sang chỗ khác. Định dùng nhan sắc để lợi dụng anh hay sao? Vì lắc tay Quân, làm cánh tay vô tình dính vào cái thứ gì đó mềm mềm. Quay lại thì hốt hoảng đỏ mặt, rút tay lại ngay. Nè, đừng có làm vậy chứ. Học pháp thuật không phải chuyện giỡn đâu. Vi bắt đầu ngồi xuống ôm lấy chân Quân. Em không biết, anh phải dạy pháp thuật cho em. Nếu không em sẽ không buông tha đâu. Em muốn thế thiên hành đạo, bảo vệ cho mọi người. Quân thật sự thua con bé này. Thế thiên hành đạo cái gì? Toàn là xạo thôi. Cái bộ dáng hung dữ hàng ngày của nó lại vứt đi đâu rồi? Thở dài một hơi, Quân nói. Cái này nói thiệt đó, người học pháp thuật chết lúc nào cũng không biết đâu. Có khi chết rồi mà hồn phách cũng không được toàn diện nữa. Em không sợ sao? Em suy nghĩ kỹ rồi. Em chấp nhận tất cả. Chết là cái gì chứ? Chỉ cần không làm trái với chính mình là được. Chết cũng không sợ. Quân nghe tới đây thì gần lại. Câu nói này rất quen thuộc, dường như cậu đã nghe ở đâu đó rồi. Đúng rồi, đây chính là câu nói của ông nội. Lúc nhỏ trước khi cậu học pháp, ông đã từng nói. Làm pháp sư đó như bước trên tầng mây mỏng, không biết mình chết lúc nào cả. Nhưng chỉ cần con không làm trái với chính mình là được. Có bỏ thân chết cũng không tiếc, miễn không làm trái với bản thân. Quân lúc này thở hắt ra. Chắc đây là duyên số rồi, không thể chối bỏ được. Em đứng dậy đi. Vì vui vẻ lại ngay, ánh mắt long lanh nhìn Quân. Hôm qua mà anh gặp em chắc cũng là duyên số. Anh định nhận cái duyên này vậy? Quỳ xuống bái sư đi. Từ hôm nay em sẽ là đồ đệ nữ của anh. Vì nghe vậy liền vui vẻ quỳ xuống lại 3 cái rồi đứng lên, trai dáng một pháp sư nói. Bần ni hôm nay đã nhận được sư phụ rồi. Sư phụ có gì thì mau chỉ cho con đi. Gì? Em mới nói vậy? Là bần ni á, chứ không phải xưng hô vậy hả?
Trời đất ơi cô nương ơi, để đi tu hay gì? Pháp sư người ta xưng hô là bần đạo, chứ không phải bần ni, hiểu không? Nghe Quân giải thích một hồi, Vi mới hiểu, liền thay đổi cách xưng hô. Quân cũng bó tay, chỉ còn cách chỉ cho nó cách vẽ đạo phù. Lấy một ít giấy vàng ra, vẽ vài nét, tốc độ rất nhanh, khiến cho Vi hoa mắt. Xong rồi đưa lên trước mặt, hô khai một tiếng. Lá phù bốc cháy lên. Khuôn mặt của Vi lóe lên một tia hâm mộ, liền năn nỉ Quân chỉ dạy. Quân liền lấy bút chu sa, hướng dẫn cô vài nét vẽ phù, cách vẽ và thời gian vẽ. Bình thường pháp sư vẽ phù phải canh thời gian cho hợp lý, dương khí nhiều thì vẽ ra mới phát huy được công dụng thực sự. Nhưng Quân thì đã luyện đến mức cao thủ, cho nên không cần giờ giấc, thích là vẽ thôi. Vi thì vốn dương khí trong người cao gấp nhiều lần người bình thường, cho nên cũng không cần canh giờ. Có lẽ vì ham mê vẽ phù nên cô quên luôn ba mẹ mình đang gặp nguy hiểm. Nhưng thật ra vì cô biết có Quân ở đây nên mới yên tâm như vậy. Lát sau Quân bảo có việc ra ngoài, bỏ lại Vi ở đây tập vẽ phù. Cậu đi đến chỗ thằng Khang, mua một ít giấy vàng, chuẩn bị khi có nguy hiểm thì cần dùng tới. Chủ nó đi ăn, bàn kế hoạch về bắt trọn con quỷ đồng kia. Ban đầu thằng Khang khuyên nên từ bỏ, vì nó biết con quỷ này rất là ghê gớm. Nhưng sau khi nghe tới tiền thì lại đổi ý giúp ngay. Đúng là cái gì tiền cũng có thể giải quyết được. Tối đến, Vi đang vẽ phù thì có người bước vào. Đó là Quân. Vi thấy Quân về đến thì cầm vài lá phù đến cho Quân xem. Cậu nhìn một lúc thì trợn mắt. Em vẽ cái quái gì? Nhìn xem, đâu có giống của anh đâu. Quả thật là như vậy, Vi vẽ chẳng khác nào mấy con dung đang bò. Còn của Quân thì nét vẽ nào cũng cân xứng, đẹp đến lạ thường. Vi gãi đầu nói, em đâu có tài năng vẽ giống anh đâu. Cái này chắc phải luyện tập hơi lâu á. Ôi, anh có tài năng khỉ gì đâu. Lúc nhỏ ở với ông nội, một ngày ông bắt vẽ hơn 100 lá phù mới đẹp được vậy đó. Thiệt vậy hả? Nếu vậy em cũng cố gắng mới được mà. Nhưng mà hình như hơi thiếu giấy vàng rồi. Em muốn bao nhiêu á, cứ điện thoại cho thằng Khang, nó giao tới một xe tải cũng được nữa. Chỉ gần có tiền thôi. Đối với Vi thì dĩ nhiên thứ không thiếu nhất là tiền. Vi nhanh chóng lấy điện thoại của mình ra, xin số của Khang, cho điện thoại cho nó đặt giấy. Nó bảo ngày mai sẽ giao tới ngày. Xong xuôi, Vi lại cầm bút tập vẽ tiếp. Thì Quân nói, anh cho em xem cái này nè. Là cái gì ạ? Quân lấy trong túi ra một lá linh phù, đưa lên, búng ra đằng sau linh phù. Từ trong linh phù bay ra một thân ảnh màu lam, lăn lông lóc trên nền đất. Ôi dạ, có hành hả cũng đừng có làm mảnh tay như vậy được không? Vì thấy cảnh này, liền sợ hãi chạy tới nấp sau lưng Quân, khuôn mặt biến sắc đi. Trời ơi, nó là quỷ hả anh? Không lẽ đây là cái thứ mà anh định cho em coi hả? Quân thật sự bó tay với cô gái này. Đã muốn làm pháp sư mà lại sợ ma sao? Liền lôi cô lên phía trước và nói, đó là pháp sư thì không được sợ ma quỷ. Hôm nay anh bắt nó về là tặng cho em đó. Vì toát mồ hôi, tặng cái gì không tặng, lại đi tặng một con ma sao? Nhiều lúc cũng muốn hỏi sư phụ là sư phụ có bị điên hay không. Thấy khuôn mặt của Vi cùng với thái độ ngập ngừng, Quân cũng hiểu, liền bước lên vỗ vai cô. Không phải muốn vẽ linh phù hay sao? Lúc nãy anh thấy con quỷ này ghẹo gái ngoài đường nên anh mới bắt về cho em luyện tập đó. Tuy là hơi tốn âm đức, nhưng mà giúp cho đệ tử thì sư phụ cũng cam lòng mà. Vì nghe tấm lòng cao cả của sư phụ, liền biến sắc. Cái tấm lòng tốt này nếu không nhận liệu có được hay không? Chắc không đâu. Lấy hết can đảm, bước đến bên cạnh con quỷ mà hỏi, Mày con quỷ kia trên người khoác trường bào thời xưa màu lam, tóc trắng, khuôn mặt thì không nhìn ra được vì nó đang quay vào tường. Nghe Vi kêu như vậy, nó liền quay lại trừng mắt. Người lại, sao dám gọi ta là mày hả? Khi hắn quay lại thì Vi mới há hốc mồm lên.
Khuôn mặt của hắn thực sự rất là soái ca, cứ như là trên mấy cái phim cổ trang cô hay xem. Tay còn cầm cái quạt giấy, liên tục quạt như đang tức giận lắm. Vi buông lỏng sợ hãi rồi nói: Soái ca, con quỷ này là soái ca. Cái gì hả? Dứt câu, nó hóa thành cái mặt quỷ xanh lét, lè cái lưỡi dài ra hù dọa Vi. Cô vừa nhìn thấy thì hốt hoảng chạy lại phía sau lưng Quân. Anh, nó ghê quá, em không dám đâu. Quân liếc nhìn con quỷ rồi nói: Nè, đang làm trò gì? Định hù dọa học trò của ta sao? Nên nhớ, ta đã hạ phụ chú bên trong người của ngươi rồi đó. Nếu phản bội ta thì chỉ có nước chết thôi, hiểu không? Con quỷ nghe xong biến khuôn mặt trở về bình thường. Ta đã nói với ngươi rồi, lúc nãy ta chỉ đi tìm cố nhân năm xưa thôi, chứ đâu có hại người. Vậy mà ngươi không tin, còn trượt đánh ta nữa. Đã như thế còn đưa ta vào cái linh phụ, em về làm cái vật thí nghiệm cho con nhỏ này, ta không cam. Có ai tìm cố nhân á mà chỉ tìm con gái không? Còn nhìn ngực nữa, lừa ai vậy? Thì cố nhân của ta là con gái mà, không lẽ ta đi tìm con trai? Nếu là cố nhân của ngươi á thì chắc cũng trăm năm rồi. Nếu mà đầu thai luân hồi rồi á thì biết trai hay gái mà tìm. Đừng có xem anh đây là con nít á. Thì ta cảm nhận được cô ta là con gái. Tại vì... Mà thôi, đây là chuyện của ta, tóm lại ta phải đi. Quân đưa tay lên bắt ấn rồi cười nói: Ta cũng không muốn hỏi chuyện của ngươi, dù gì ngươi cũng phải ở lại, nếu không thì... Con quỷ tái mặt đưa tay lên quơ qua quơ lại. Được rồi, miễn cho ta ở lại nhân gian là được, ta hứa sẽ giúp nó, được chưa? Nhưng mà ngươi ở dân gian bao lâu rồi? Mà nói chuyện nửa xưa nửa nay gì? Tốt nhất là nên đổi đi nha. Kệ xác ta, ta thích là được. Quân lúc này đưa mắt xuống nhìn Vì đang lắp ló sau lưng. Nè, lấy nó mà luyện tập đi. Có chắc không vậy anh? Em thấy hơi sợ. Mà sao anh với nó xưng hô gì giống trên phim vậy? Thì nó là quỷ xưa mà, phải xưng hô như vậy mới hợp chứ. Con quỷ bên kia nhèo mắt nhìn sang. Nhóc con kìa, có nhanh lên hay không? Vì nuốt nước bọt, lấy can đảm bước lên. Bình thường cô chẳng sợ trời chẳng sợ đất, mà lại có cái bộ dáng này khiến cho Quân phải che miệng cười thầm. Vì cầm lá phù của mình mới vẽ lên trên tay, bước đến chỗ con quỷ mà nói: Ta dán nha, được không? Nhanh cái tay lên. Vì lấy hết can đảm dán thẳng lên giữa trán con quỷ rồi hô to: Để hóa phục, khai. Vì hô liên tiếp 3 lần nhưng lá phù vẫn không có hiệu nghiệm. Trong lòng dần bực bội, rõ ràng đây là linh phù mình mới sửa lại mà. Không cam tâm, liền dán thêm hơn chục linh phù lên đầu con quỷ, miệng cứ hô đến khi khàn giọng thở dốc mới dừng tay. Nhìn con quỷ lúc này trên đầu đã bị dán đầy phù chú, khóe môi giật giật lên. Ngươi định cho ta thành cái cục điện hả? Dán mỗi lần 1 lá thôi, có được không? Tại ta háo hức quá cho nên mạnh tay. Xin lỗi ha. Đợi ta lấy xuống rồi vẽ thêm đã. Đợi xíu nha. Quân Thái Vi đã dần làm quen được với con quỷ nên anh cũng yên lặng bước ra khỏi phòng để cho Vi tập vẽ. Trước khi bước ra còn đưa ngón tay thối trỏ về hướng con quỷ mà hăm dọa. Bước ra khỏi phòng, Quân lấy điện thoại gọi cho An Thư, bàn kế hoạch để ngày mốt hành động. Việc này nhất định phải thành công. Quân có kế hoạch là khi trao tiền cho ông ta sẽ mượn bức tượng xem một chút, chắc ông ta sẽ đồng ý thôi. Sau đó cậu sẽ dán lên 1 lá phù lên đầu của bức tượng, đến lúc đó thì nó mãi mãi không thoát ra được. Sao cậu chắc chắn là ông ta sẽ đem theo nó vậy? Cái này rất là nguy hiểm, ông ta sẽ đề phòng, đem theo nó để bảo vệ thân mình nếu như có bất trắc. Tính ông ta rất là cẩn thận đó. Cậu có nhớ lúc mình bước vào phòng á, có bụi rơi trên vai máy không? Ông đã nhanh tay phủ nó đi.
Người như vậy rất là quan tâm thân mình. An Thư nghe như vậy thì cũng sực nhớ lại, quả thật là có chuyện này. Thế là cô và Quân hẹn chỗ rồi báo cho ông ta. Xong cúp máy bước về phòng lăn ra ngủ. Nguyên ngày lăn lộn cũng mệt rồi. Cộng với lúc này đã vẽ tới lá phụ thứ mấy chục mà không có lá nào phát huy tác dụng cả. Xong chưa? Ta đang cảm thấy bản thân thật bất tài đó. Làm ơn nhanh đi. Vốn là quỷ nó không buồn ngủ, không mệt, nhưng mà nhìn Vi lúc này, nó cũng không thể không than vãn. Ngồi một chỗ làm bia cho nó bắn mà nó toàn bắn hụt. Vậy thì lập ra cái tấm bia làm cái rắm gì? Vi nhìn sang con quỷ, cười cười nói: Ta vẽ hết phù rồi, hàng mai vẽ tiếp nha. Con quỷ thở dài, dựa vào tường, nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ. Ánh mắt sâu thẳm buồn bã như của kẻ thất tình. Ngươi buồn hả? Nếu buồn á, thì ta đã buồn hơn 100 năm rồi. Có gì lạ đâu. Chẳng qua là... Ngươi không nói được sao? Biết đâu ta giúp được á. Chuyện này chỉ có ta mới làm được thôi. Tốt nhất ngươi đừng xen vào chuyện của ta. Vì nghe vậy cũng không hỏi nữa, đổi sang chuyện khác. Ta không hiểu tại sao ngươi tu luyện hơn 100 năm mà không đánh lại sư phụ của ta. Trong khi đó con quỷ đồng gì đó tu luyện mới có 10 năm mà đã làm người nhức đầu rồi đó. Con quỷ trầm ngâm cho cầm cây quạt trên tay xếp lại mà nói: Quỷ bình thường không có tu luyện thì đương nhiên phải yếu rồi. Đâu giống mấy con quỷ được luyện ra từ tay của con người chứ. Nhưng mà ta thì lại khác đó. Ngươi khác ở chỗ nào? Nếu như lợi hại á thì đã không bị sư phụ ta bắt rồi. Sư phụ của ngươi không có cửa đấu lại với ta đâu. Tại vì năm xưa do đi tìm cố nhân nên ta mới gặp phải một con cửu vĩ thiên hồn. Nó đánh lén rồi cướp đi sức mạnh của ta. Bây giờ ta chỉ còn có 2 phần sức mạnh nên thua là đúng rồi. Trên đời này làm gì có cửu vĩ thiên hồn? Ngươi điên rồi. Là đắc kỷ chứ trong phong thần bản hay gì? Tuy hắn sống mấy kiếp rồi, nhưng vấn đề hiện tại cũng có cập nhật. Lâu lâu hắn vẫn lén xem ké mấy bộ phim của con người, cho nên cũng biết được. Cái đó cũng chỉ là phim thôi. Ngoài đời đương nhiên cũng có. Đừng có xem thường Ngoài đời nó như nào? Có phải mỹ nhân đẹp hơn tao không? Chưa, ta không biết có đẹp hay không, nhưng mà đẹp hơn ngươi. Cái gì? Dứt câu, con quỷ mở cửa sổ bay ra, ngoảnh đầu lại nói với Vi: Ta đi tìm người tiếp đây, tối mai ta sẽ quay lại. Nhưng mà tên ngươi là gì? Ta chưa biết á. Cứ gọi ta là Tử Văn. Bóng người cứ thế dưới ánh trăng bay đi mất dạng. Vi lẩm bẩm theo: Tử Văn hả? Quả thật rất hợp với cái người tướng tú của hắn á. Đẹp trai, rất sói ca. Mười giờ sáng hôm sau, Quân tỉnh dậy vệ sinh cá nhân xong, điện thoại cho thằng Khang tới giúp mình một vài việc. Hơn một tiếng sau, nó chạy đến cổng nhà Vi bấm chuông. Quân với Vi ra tiếp đón. Nó còn không quên đem theo giấy vàng cho Vi, rất là nhiều. Vi thấy vậy liền vui vẻ tâm sự một vài câu, rồi xin số tài khoản mà chuyển tiền. Xong xuôi, Quân lên xe cùng Khang đi công việc, bảo Vi phải tập vẽ phụ cho siêng năng. Trên chiếc xe hơi tồi tàn, cũ trích nóng nực của thằng Khang, Quân đổ mồ hôi, cằn nhằn dụ dỗ Khang đổi chiếc xe khác. Nhưng Khang chẳng phải thằng dễ dãi, nó bảo nó nghèo không có tiền. Quân không còn lời gì để nói với thằng này. Nhà nó có một cái cửa tiệm lớn chuyên bán đồ tâm linh cho người chết lẫn người sống, mà nó nghèo thì ai tin. Keo kiệt không muốn đổi xe thì thôi. Quân biểu môi nhìn Khang: Thôi bỏ qua chuyện này đi, bây giờ lo chuyện chính sự. Thứ tao nhờ mày, mày chuẩn bị kỹ chưa? Tao biết mà, đó vợ có làm mày thất vọng đâu. 5 lá cờ khác màu, nhúng qua một ít thảo dược trừ tà trong 24 tiếng,
chỉ đỏ hơn 10 mét, nhúng qua chu sa, ngâm trong 24 tiếng. Hai lá phù tím cho mày nữa. Quân nghe vậy thì gật đầu. Làm việc đã lâu, đúng là không ai hiểu ý mình bằng nó. Ừ, tốt. Lần này nếu có bất trắc á, tao cũng không sợ. Khang vừa tập trung chạy xe, vừa lên tiếng hỏi. Ờ mà nè, chẳng phải mày nói á, sẽ dán phù lên bức tượng, không cho nó thoát ra sao? Giờ mày bố cái trận pháp làm gì à? Mày dốt quá. Lỡ nếu như mọi việc thất bại thì còn có cái mà phòng thân chứ. Khang cũng gật gù, không hỏi gì thêm mà lái chiếc xe băng trên con đường thành phố chạy ra ngoại ô. Tới một chỗ vắng người thì ngừng lại. Bên phải là một khu bỏ hoang, cây cỏ mọc tứ phía, giống như một khu rừng vậy. Ở giữa có một con đường mòn, có lẽ là có người thường xuyên vào đây cho nên lưu lại con đường này. Quân và Khang bước vào nhìn xung quanh, tìm địa điểm thích hợp để bày binh bố trận. Khi thấy được nơi thích hợp, liền lấy ra 5 lá cờ, bút chu sa, chuẩn bị vẽ ra ngũ hành trận pháp trấn quỷ. Một khi nó bước vào thì khó có đường ra được. Kế hoạch của cậu là hẹn ông Long ở đây, nếu có bất trắc thì cũng dễ giải quyết hơn. Quân giờ đây cầm bút họa lên lá kỵ đầu tiên trong kim mộc thủy hỏa thổ. Sau khi họa xong thì trán tuôn mồ hôi, ngừng lại một lúc. Để trận pháp có thể cường đại, cậu phải hao khí rất là nhiều cương khí vào đây. Mỗi lần xong một lá, cậu lại nghỉ ngơi, ngồi vận lực hồi cương khí rồi mới có thể vẽ tiếp. Khi đã hoàn thành xong 5 lá kỵ, Quân đưa lên nhìn xem có sai sót gì hay không. Thì Khang hỏi, ủa, mà vẽ lên đây chữ gì mà giống chữ Tạo vậy mày? Cái này là chữ Nôm, hơi giống Tạo thôi. Nó tượng trưng cho kim mộc thủy hỏa thổ, cộng với cương khí của tao thì con quỷ kia có 8 chân chạy cũng không thoát được. Quân nhanh chóng tìm vị trí thích hợp, cắm lá kỵ đầu tiên xuống mặt đất, rồi theo đó cắm những lá khác theo một vòng tròn. Trên thân mỗi lá kỵ đều buộc một sợi chỉ đỏ nằm sát với mặt đất. Hơn nửa ngày, quân cũng lập xong trận. Cuối cùng lấy lá cây phủ lên, che đậy đi trận pháp để người ta khỏi nghi ngờ. Đêm mai, nếu như kế hoạch đầu tiên thất bại, cậu sẽ khởi động trận pháp, một hồi quyết chiến nhất định sẽ xảy ra. Nhưng quân vẫn mong là kế hoạch đầu tiên thành công hơn, sẽ đỡ phải liều mạng hơn. Quân tìm một gốc cây ở giữa trận pháp, buộc một cái khăn đỏ làm dấu. Khang thấy vậy liền hỏi, mày làm vậy chi? Đương nhiên là làm dấu, ngày mai trong Long biết chỗ mà đến chứ gì. Không làm dấu, ông biết chỗ đâu mà tìm. Chúng ta không thể cùng ta đi được, sẽ bị nghi ngờ đó. Khang không hiểu lắm, nhưng cũng gãi đầu cho qua. Khi mọi việc ở đây đã xong, Quân rủ Khang đi ăn. Sáng giờ cả hai chưa bỏ gì vào trong bụng cả. Vì lúc này thì vẫn đang chăm chú vẽ phù, nét vẽ ngày càng đẹp hơn. Có điều không biết là nó có thể hoạt động hay không. Đang hăng say thì từ khe cửa sổ có một làn khói mỏng màu lam bay vào, rồi tụ lại thành hình một chàng trai tuấn tú, là Tử Văn. Cuối cùng mình vẫn không tìm được nàng. Thất vọng quá đi. Vì nghe giọng nói quen thuộc thì nhìn sang, nhận ra người quen liền tươi cười. Cuối cùng ngươi cũng quay lại rồi. Đã tìm được cố nhân chưa? Ta không thấy, không biết nàng núp ở đâu rồi. Mà khoan, ngươi hỏi làm gì? Đã vẽ phù xong chưa? Nhanh dán lên trán ta đi, kẻo cái tên kia lại về hành hạ ta nữa đó. Vi cười cười cầm trên tay một đống phù, rồi bước đến. Ta đã chuẩn bị rất nhiều đó, chắc chắn lần này sẽ được. Tử Văn nuốt nước bọt, không ngờ nó lại vẽ phù nhanh như vậy. Được được, nhanh dán lên xem nào. Vi đang định thực hiện thì bất ngờ cánh cửa phòng bật mở ra, cùng với đó là âm thanh của một người. Tao đoán không sai mà, quả nhiên ở đây có quỷ. Tên đó chính là Minh Đăng. Đang ngủ phòng bên, hắn ngửi thấy mùi quỷ khí nên vội vàng chạy sang, thì phát hiện ra cảnh này, còn nghĩ mình là cứu tinh nữa, khiến cho Vi và Tử Văn cũng bất ngờ trợn mắt. Cô đứng đó làm gì? Cô không mau qua đây, con quỷ này sẽ hại cô đó. Vi nhìn chăm chăm vào Đăng. Ngươi... không,
anh làm cái quái gì vậy? Tự nhiên lại xông vô phòng tôi vậy? Còn chuyện gì nữa? Con quỷ bên cạnh em á, không phát hiện ra sao? Anh đi ra ngoài đi, đây không phải là chuyện của anh, đây là bạn của tôi được chưa? Anh lo mà đi bảo vệ cha mẹ tôi kìa, cứ kể tôi. Không được, anh cảm thấy nó rất là nguy hiểm. Em né ra để anh diệt cái tên quỷ này. Bên kia, Tử Văn liếc nhìn Đăng. Nếu muốn làm gì hả? Minh Đăng cười nhạt. Vốn hắn có mối thù với quỷ, nên cho dù là tốt hay xấu, hắn cũng diệt không ngần ngại. Thế nên hắn mới gia nhập vào pháp thuật giới, mục tiêu là giết hết quỷ trên thế gian. Đương nhiên là muốn giết người rồi. Bên này Vi nổi giận quát. Nè, tôi đã nhân nhượng anh lắm rồi đó, bộ muốn ăn đấm hay sao? Dứt câu, Vi vung một đấm đến trước mặt Đăng. Khỏi phải giới thiệu, nắm đấm này uy lực tới cỡ nào, hầu như không thể xem thường. Đăng cũng không kém cạnh, liền nghiêng đầu né tránh. Nhanh chóng tay phải bắt một pháp chỉ đánh lên trán của Vi, truyền cương khí vào khiến cho cô ngã xuống đất, cơ thể không tài nào di chuyển được. Cảm thấy thân thể nặng trĩu, Đăng hơi nhếch môi. Nếu mày không phải là con của chủ nhà thì tao đã cho mày hóa điên rồi, dám động thủ với tao sao? Vi bất lực liếc nhìn sang Tử Văn. Nè, ngươi mau chạy đi, hắn sẽ bắt người đó. Tử Văn bên kia chứng kiến tất cả cũng nhíu mày. Tuy rất là không ưa con nhỏ này, nhưng khi nhìn thấy tên kia ra tay tàn nhẫn với cô như vậy, hắn cũng không kìm lòng được. Ta thì sợ cái gì, ta cũng chưa biết chạy là gì cả. Đăng bước lên cười lạnh. Tốt, rất tốt. Với cấp độ lệ quỷ như ngươi thì không đáng là gì với ta đâu. Dứt câu, hắn xòe bàn tay ra 7 đồng tiền chuẩn bị xuất thủ, thì cảm thấy chân mình như bị thứ gì đó níu lại. Nhìn xuống thì ra đó là Vi. Trong lòng chấn động, hắn đã truyền cương khí vào người Vi, nhất định là không thể cử động. Sao cô bây giờ lại có thể di chuyển? Vi đưa ánh mắt thù hận nhìn Minh Đăng. Cái tên chết tiệt, nếu không dám làm như vậy, anh Quân về nhất định sẽ đánh chết anh đó. Nghe nhắc tới Quân, Minh Đăng lại càng tức giận, đá thẳng vào bụng của Vi, khiến cô ôm bụng đau đớn. Con nhỏ này, mày nghĩ tôi sợ nó hả? Cút ra! Tử Văn bên kia thấy vậy cũng nổi giận, trong người toát ra quỷ khí, tay bắt trảo chuẩn bị lao về hướng Minh Đăng. Biết hắn rất lợi hại, nhưng không thể để hắn hành hạ một cô gái như vậy được, quả là rất quá đáng. Đăng bên kia mắt thấy Tử Văn định xuất thủ, cũng không lơ là, tay bắt quyết chuẩn bị nghênh chiến, thì từ đằng sau bất ngờ có một giọng nói cất lên. Đây có chuyện gì? Cả đám quay lại nhìn thì thấy đó là Lăng Quân, sắc mặt trầm ngâm. Vi nằm trên đất nhìn Quân, ánh mắt đẫm lệ. Sư phụ, tên này ức hiếp con. Quân không nói gì, bước tới đỡ Vi lên, tay điểm chỉ phá bỏ cương khí trong người cô. Khi đã được tự do, Vi ôm lấy cổ Quân, uất ức kể lại sự tình. Lúc trước luôn tỏ ra là một cô gái mạnh mẽ, mà bây giờ lại bật khóc như vậy, chứng tỏ Vi đang tức giận tới cỡ nào. Quân an ủi một chút, rồi nhìn sang Minh Đăng, ánh mắt sắc lạnh. Tại sao lại thành ra như vậy? Minh Đăng nuốt nước bọt, trong lòng sợ hãi, nhưng không thể để lộ ra ngoài. Vì sĩ diện, hắn không sợ mà quát lên. Tao thấy quỷ trong phòng, cho nên mới... Quân bước đến trước mặt đối diện với Đăng, ngắt lời. Tao nói cho mày biết, lý do gì thì mặc kệ mày, nhưng mà một khi đụng tới người của tao đó, thì đừng có mong mà sống yên ổn. Tao giết đó. Mày dám sao? Dám giết tao hả? Quân không ngần ngại, rút kiếm từ trong ba lô, thanh kiếm bạo phát ra một cổ cương lực khủng khiếp. Tia thanh quang sôi sáng cả căn phòng, sát khí nó tỏa ra khiến cho Tử Văn ở bên kia cũng cảm thấy khó chịu. Không ngờ Quân lại có một món pháp khí lợi hại như thế này. Minh Đăng đã sợ hãi toát mồ hôi, ánh mắt phức tạp nhìn thanh kiếm trên tay Quân. Là thiên long cổ định kiếm, báo vật có 102 trong giới pháp thuật.
mày nói lại một lần nữa tao xem, tao có dám giết mày hay không. Đăng lúc này đã tái mặt, nhìn vào mắt của Quân không giống như hắn đang nói chơi. Hắn sẽ thật sự giết mình. Tao Đăng chưa kịp nói dứt câu thì Quân đã nhanh tay kẹp hai ngón tay bên phải lại, rồi điểm lên trán Đăng, lôi ra một hồn phách. Đó chính là linh hồn của Đăng. Thuật câu hồn trực tiếp này không phải ai cũng có thể làm được. Nếu làm được cũng phạm phải luật âm rất là nặng. Nhưng hắn đã đụng đến người quen của Quân thì ta đây cũng không ngại. Vi ở đằng sau cũng che miệng chứng kiến hết tất cả, cảm thấy sư phụ của mình thật khác. Đăng vừa bị lôi hồn phách ra ngoài, nhìn về thân thể của mình thì sợ hãi lắp bắp. Mày dám dùng thuật câu hồn, không sợ bị phạm âm đức sao? Nếu tao sợ thì đã không làm. Mày đã đụng tới học trò của tao thì đừng có hòng mà sống nữa. Dứt câu, Quân vung kiếm lên cao, ánh mắt sắc lạnh nhìn về hồn phách của Đăng. Dù cho Quân có diệt hồn hắn ngay bây giờ thì công an đến điều tra cũng không bao giờ phát hiện ra được. Nhưng âm ti thì không gì là không biết cả, sẽ phạm tội rất nặng, có khi còn bị quỷ sai truy nã. Nhưng điều này cũng không khiến cho Quân e dè. Chuẩn bị biến thành tinh phách đi, trăm năm sau thì tụ hồn. Thấy tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Tử Văn chạy tới trước ngăn cản. Nè, ngươi là pháp sư đó, nếu như ngươi giết hắn thì sẽ bị âm ti truy nã, lúc đó ta làm sao chữa được độc phụ của ngươi đây? Bình tĩnh đi. Quân nhìn sang Tử Văn cho lạnh giọng nói, tránh ra. Không, ta đã bảo ngươi tránh ra, nếu không ta giết ngươi luôn đó. Vì cũng nhanh chóng chạy lên ngăn cản. Nghe Tử Văn nói như vậy chứng tỏ rất là phiền phức, nên cô mới cùng hắn can ngăn Quân. Sau một hồi khuyên nhủ, Quân cũng xui, bước đến nắm lấy hồn phách đang sợ hãi của Đăng, vứt ngược trở lại vào trong thể xác. Xem như cái mạng thứ hai này là do đệ tử của tao ban cho mày, sau này đừng có ngông cuồng nữa. Sau một hồi tỉnh dậy, Đăng vẫn còn sợ hãi chuyện lúc nãy, xém chút nữa là tèo rồi. Quân thấy hắn đang ngơ ngác thì quát lên, còn không mau cút. Hắn vội vàng vàng cuống cuồng chạy ngay ra khỏi phòng. Hắn đã thực sự sợ hãi Quân, nhưng trong lòng vẫn còn sân hận lắm. Quân ngồi xuống ghế nhìn Tử Văn. Con mẹ ngươi, đệ tử ta như vậy mà cũng không bảo vệ được nữa. Là do ta yếu quá mà. Em sao rồi, có đau không? Vì xoa bụng cười. Em là người học giỏi mà, không sao đâu sư phụ. Ủa, mà lúc nãy sư phụ đi đâu vậy? Có phải vì chuyện của con quỷ đồng không? Quân Bí Hạ hồi kể lại hết sự tình, đêm mai sẽ hành động ở đâu và kế hoạch ra sao, nhưng lại không nói chuyện bài bố trận pháp, chỉ kể sơ lược thôi. Vì cũng háo hức đòi đi theo, nhưng Quân lại không cho, sợ nguy hiểm, bảo cô ở nhà cùng với Tử Văn phòng cha mẹ cô gặp bất trắc, đi theo cũng không giúp ích gì được. Còn cái tên Đăng kia thì cứ mặc xác hắn, không quan tâm. Hai người một quỷ cứ nói chuyện một hồi. Họ đâu biết rằng bên ngoài cửa có một người đang nghe lén và đã biết được kế hoạch của Quân, chính là Minh Đăng. Ngoại ô phía tây sao? Chờ đó, tao sẽ bắt quỷ đồng trước mày. Rồi đêm thời khắc giao hẹn cũng tới. Quân điện thoại cho An Thư đến cùng với Khang. Ba người lên xe đi tới chỗ khu rừng nọ, phía sau còn có hai chiếc xe khác chở đầy tiền. Sở dĩ họ không chuyển khoản là vì rất nhiều lý do, sử dụng tiền mặt là tiện nhất. Quân nhìn An Thư hỏi, cậu giúp tớ vậy ba cậu có hỏi gì không? Không sao đâu, tớ nói là thích mua đồ cho nên ba cũng không hỏi thêm, liền sai người đi rút tiền, có bao nhiêu đâu mà lo. Quân trợn mắt lên, quả nhiên là nhà giàu mà, vài chục tỷ mà nói như không có cái gì. Cậu cũng muốn được giàu như vậy. Nè, cậu dắt cô bé Vi kia theo hả? Thôi, để nó nhà cho tiện. Ừ, chẳng phải luôn dính với nhau hay sao? Nói như vậy, ông sợ người ta buồn hả?
Là vì công việc thôi. Tớ cũng đâu có muốn gần gũi gì. Đừng có nói lung tung. Khang đang bấm điện thoại phía sau cũng chen vào. Nó xạo đó Thư. Nó còn nhận con nhỏ kia làm đệ tử nữa. Giải pháp thuật đủ kiểu, chính nhau như keo luôn. Chẳng phải cũng vì mê gái thôi sao? Nè, mày đừng có nói lung tung nha. Không có đâu. Chỉ là cái duyên, cho nên tao mới nhận em ấy, chứ không phải gì đẹp đâu. An Thư nhìn thẳng vào mắt Quân. Có thật không vậy? Thật. Là thật 100%. Quân cũng không thèm bàn thêm về vấn đề này nữa, vào ngay chính sự. Hẹn Long ra chưa? Ông nói sẽ đến đó trước đợi tụi mình, còn hứa sẽ đem theo bức tượng cho mình xem á. Quả nhiên là ông sẽ đem mà. Ê, có điều tao luôn thắc mắc á. Cái bí pháp luyện quỷ nhi gì đó, ông ta nói từ thời xa xưa truyền lại không ai biết. Vậy mà khi An Thư hỏi á, ông ta sao lại không nghi ngờ gì hết mà nói bán liền. Chẳng phải như vậy là sẽ phản bội tổ tiên của mình hay sao? Vì 20 tỷ tiền bán vậy có đáng không? Rồi thêm nữa làm sao mà An Thư nó biết được? Quân lúc này ánh mắt câu lại. Điều này tao cũng từng nghĩ tới. Trong đây quả thật cũng là có một âm mưu của hắn đó. An Thư và Khang nghe vậy thì cũng chấn động. Quân liền giải thích. Ông ta không thể nào tùy tiện đem thứ gia truyền lan tràn ra bên ngoài được. Cho dù là người đó là người nào, nhưng ngoài ra ông ta cũng không tin tưởng bất kỳ ai, kể cả An Thư. Ông ta gật đầu là vì muốn thủ tiêu luôn An Thư đó. Cái gì? Đúng vậy đó. Ông ta sẽ lợi dụng An Thư đến đưa tiền cho mình. Sau đó ông ta đưa An Thư một quyển sách đó. Chứ không đề phòng, ông ta cho quỷ đồng xuất ra từ trong bức tượng, giết hết mọi người có mặt ở đó. Đó chính là lý do vì sao ông ta đem quỷ đồng theo. Làm như vậy sẽ không bị công an điều tra được để mà bắt ông ta. Từ đó ông ta sẽ lấy được tiền mà không mất bất cứ thứ gì cả. Ba của An Thư khi biết tin con mình chết cũng sẽ không có đầu óc làm ăn nữa. Khi đó công ty ít nhiều cũng sẽ bị suy giảm. Thừa lúc đó, ông ta tranh thủ leo lên đứng đầu, thâu tóm cả Nguyễn Thành và trở thành người giàu nhất ở đây. Không đúng. Nếu như muốn hạ bệ ba của An Thư thì tại sao từ đầu không cho quỷ đồng đi giết luôn mà phải chờ thời cơ tới bây giờ? An Thư cũng gật đầu đồng quan điểm với Khang. An Thư à, cậu không nhớ lúc tớ mới gặp cậu vào 2 năm trước sao? Tớ có nói long mạch nhà cậu rất là vượng, nên không có con quỷ nào có thể bước vào được, kể cả là quỷ thủ. Toàn bộ người nhà cậu cũng có tổ tiên độ trì, nên ông ta không thể cho quỷ đồng tiếp cận được, mới đành bỏ cuộc đó. Số là lần này cậu tự tìm đến ông ta, cho nên ông ta mới đánh cuộc xem có giết được cậu hay không. Nếu thành công thì tốt quá rồi. Sau một hồi nghe Quân giải thích, mọi người mới vỡ lẽ ra đầu đuôi. Quả nhiên ông Long kia có một kế hoạch rất thâm độc. Cả hai cùng thầm kính nể Quân. Cậu có những suy luận không thua kém gì người đàn ông gian ác kia. Mong là lần này không thất bại. Xe cứ vậy mà bon bon chạy ra phía tây ngoài ô, bắt đầu cho cuộc kịch chiến. Về phần ông Long, lúc này ông đã đến trước. Ánh đèn pin trên tay phát sáng theo con đường mòn mà lần bước vào bên trong. Nhìn vòng quanh một hồi, cũng phát hiện được miếng vải đỏ trên cây. Ông liền bước đến đứng cạnh nó. Ông Long chỉ đem theo bức tượng cầm trên tay. Ông ta tin tưởng rằng chỉ cần dựa vào nó có thể giúp mình thành công. Nếu lần này thành công, bà sẽ bước lên đứng đầu chứ làm ăn. 20 tỷ này là cái thá gì chứ. Quả đúng như Quân suy đoán, ông ta cuối cùng cũng lộ ra điểm đáng khinh này. Có điều ông ta không biết là Quân đã nắm thóp mình, và bản thân mình cũng đang đứng bên trong thiên la địa võng. Bức tượng trên tay ông mới phát ra tiếng nói. Bao giờ con mới được xuất quan? Con muốn giết tên Quân đó. Yên tâm, giúp ba lần này xong, ba sẽ cho con ăn máu người.
Con cảm ơn ba. Đang im lặng thì bỗng chốc trong bóng tối có một người nhảy ra, trên tay phóng ra một con dao găm hướng mặt của ông Long mà lao đến. Ông hoảng hốt nhảy sang một bên né tránh, con dao cắm phập vào thân cây. Dạ như vậy mà tốc độ cũng nhanh đó. Ông Long nhiều mắt cố nhìn xem người đó là ai. Ừ, mày lại. Kẻ đó chính là Minh Đăng. Do biết địa điểm cho nên tập kích sẵn ở đây, muốn bắt con quỷ đồng. Hắn nở nụ cười hướng bức tượng trên tay của ông Long mà nói: ông không cần biết, đưa bức tượng đó đây thì ông sẽ được sống. Không lẽ mày là người của tiểu thư An Thư, phục kích ở đây để giết tao sao? Đăng nở một nụ cười. Hôm qua nghe lén, hắn cũng đã biết An Thư là ai, nên cũng không ngần ngại nói: đúng vậy thì sao? Mau giao con quỷ đồng ra đây. Ông Long chấn động trong lòng, nghĩ rằng An Thư đã biết được dụng tâm của mình, nên sai người đến thủ tiêu để cướp đi quỷ đồng cùng với quyển sách luyện quỷ của mình. Vì ngoài hai người ra thì làm gì có ai biết được chỗ này chứ. Nếu như mà biết hết rồi thì đành vậy. Kêu An Thư ra đây, tao muốn nói chuyện một chút. Đăng cười nhạt. Bên trong bóng tối cũng dần bước ra thêm mấy người, là bốn người nữa. Họ đều là pháp sư mà Đăng mời đến phụ giúp mình. Nếu bắt được quỷ đồng, giao lên pháp luật giới, chắc chắn sẽ được thưởng lớn. Ông Long nhìn cả đám người, không thấy An Thư, bèn trầm mặt. Thì ra là vậy. Cô ta muốn giết tao thật sao? Quả nhiên là không muốn lộ mặt. Đám pháp sư thì bắt đầu cười cợt. Ông nói cái quái gì vậy? Còn không mau giao quỷ đồng ra. Tao đang nghĩ ông ta sợ nên nói năng lung tung đó. Ông Long ngước mặt lên nhìn đám người. Bước đến con đường này thì không còn cách nào khác nữa rồi. Con trai à, đến lúc rồi đó, ra đây giết chúng cho bà đi. Bức tượng bắt đầu phát sáng bay lên, xung quanh được bao bọc bởi lớp quỷ khí đen đặc đang dần nứt ra. Đăng và đám người bên này bắt đầu nghiêm túc nhìn chăm chăm lên trên. Cảm giác bên trong có một thứ khủng khiếp đang sắp thoát ra, không thể xem thường được. Rắc một tiếng, bức tượng nứt ra lan trọng từ trên xuống dưới. Từng lớp vàng rớt ra rơi xuống. Rồi khi nó nứt hết thì hiện ra một thân ảnh da xám đen. Cổ nó đeo một cái chuông, móng tay đen nhẽm nhọn hoắt, đang phát ra một cổ lực lượng vô cùng kinh khủng. Đặc biệt là trên khuôn mặt của nó có tới 3 con mắt đang trợn lên nhìn về phía đám pháp sư. Sau 10 năm, cuối cùng nó cũng xuất quan, tam nhãn quỷ đồng. Đám pháp sư biết nó không thể xem thường, liền chia ra lập thành một trận pháp vô cực độ, tay cầm kiếm gỗ đào chỉa về phía con quỷ. Đăng chủ trì trận pháp, hắn tự tin với chừng này pháp sư sẽ bắt được quỷ đồng. Tam nhãn quỷ đồng nhìn về phía ba mình rồi liếm môi. Cha, cho con giết chúng nghe. Giết. Quỷ đồng đứng dưới đất như một đứa con nít 3 tuổi, nhe hàm răng đen nhọn hoắt nhìn về phía Minh Đăng rồi cười lên. Thằng khốn, tao biết mày. Đăng lùi lại một bước, tay ra lệnh cho đám pháp sư xông lên theo trận pháp. Đám người nghe vậy cũng bao vây lấy quỷ đồng, di chuyển xung quanh, ý định dồn con quỷ vào trọng tâm, không cho nó di chuyển. Bọn người này biết nó di chuyển rất nhanh nên không thể lơ là. Quỷ đồng lúc này con mắt trên trán xoay vòng liên tục nhìn xung quanh. Nó đang quan sát nhất cử nhất động của đám người. Miệng bất ngờ há to ra, phun ra 4 thân ảnh đen thui cùng với dung mạo hết sức kinh dị. Đây là linh hồn mà nó đã ăn trong 2 ngày qua, tổng cộng có 4 người. Lúc đó vì muốn con của mình mau mạnh lên mà ông Long đã dụ dỗ 4 người vào nhà rồi nhốt trong phòng cho quỷ đồng ăn thịt uống máu. Quỷ đồng liếm môi. Máu của pháp sư, tao muốn. Còn chờ gì nữa mà không lên đi.
bốn oán linh bị điều khiển nhè nanh múa vuốt lao lên vào trận pháp không chút sợ hãi. Sự bất ngờ này khiến cho Đăng không kịp xoay chuyển, liền bị loạn. Trận pháp phút chốc cũng bị náo loạn theo. Một tên pháp sư vung kiếm lên đánh về phía oán linh, liên tục hô lên pháp chú. Đang đánh thì bất ngờ quỷ hồn này biến mất. Hắn ngẩn ngơ không biết ở đâu, thì một tên đang đánh bên kia quát lên: "Nè, mày nhìn ở đâu vậy? Đằng sau kìa!" Hắn bất ngờ cảm thấy sau lưng lạnh toát. Trong bóng tối hiện ra hai con mắt đỏ lộm, rồi bỗng nhiên bấu hai bàn tay nhọn hoắt lên đầu của hắn. Chưa kịp phản ứng thì rắc một tiếng, đầu hắn bị quỷ hồn xoay vòng bứt ra khỏi thân, máu huyết văng ra tung tóe, thân thể không đầu ngã sập xuống trông thảm vô cùng. Cả đám đang đánh nhau thấy cảnh này cũng sợ hãi, nhưng không làm gì được vì bản thân lúc này còn khó giữ. Quỷ đồng phát tiết ra một luồng quỷ khí bay đến chui vào thân thể, hút lấy tinh huyết của tên pháp sư đã chết kia. Phút chốc hắn hóa thành một bãi xương khô, ngay cả hồn phách cũng bị nuốt mất, trông thảm vô cùng. Minh Đăng không nhịn được nữa, hét lên một tiếng rồi lao về hướng quỷ đồng. Tay phải phóng ra 5 đồng tiền, miệng hô to pháp quyết: "Thiên địa vô cực, đạo pháp vô biên, ngũ kim tiền tru tà." Thế là cuộc quyết chiến diễn ra. Bọn người bên dưới không hề biết rằng bên trên ngọn cây gần đó có một thân ảnh màu xanh lam đang nhìn xuống nhíu mày. Quả nhiên là có biến, phải báo cho hắn gấp thôi. Dứt câu, hắn bay đi rồi tan biến vào màn đêm. Lại nói ba chiếc xe hơi của An Thư đang rẽ vào đường mòn gần đến nơi bài trận pháp, thì bất ngờ bên ngoài cửa sổ có một khuôn mặt áp sát vào cửa kính, đôi tròng mắt đảo xung quanh. Tài xế đang lái xe thấy vậy liền sợ hãi xém tí nữa bay luôn ra khỏi đường. Quân vỗ vai nói: "Bình tĩnh, không có gì đâu, cứ mở cửa cho tôi đi." Tài xế vẫn rất run sợ, nhưng ở phía sau An Thư cũng ra lệnh nên ông ta bắt buộc phải làm theo. "Chúng ta có việc gì?" "Ở nhà buồn chán nên quyết định ra địa điểm mà ngươi nói hôm qua xem có biến gì hay không. Ai ngờ là có thật đó." "Có biến gì? Nói nhanh lên." Tử Văn thuật lại sự tình. Nghe xong khuôn mặt ai cũng tái mét. Nếu thật sự là như vậy thì mọi kế hoạch mình bày ra đều đổ sông đổ bể. Khuôn mặt của Quân giận dữ, thầm chửi tên Minh Đăng. Tử Văn nói tiếp: "Ta đến để đối với người như vậy thôi. Giờ ta bận rồi, người xử lý đi." Nói xong hắn liền bay đi mất dạng. Bên này Quân liền hối thúc tài xế của An Thư chạy nhanh, còn bảo An Thư điện thoại cho mấy người chở tiền quay về. Đến cũng không giúp được gì, có khi lại bị dọa. Quân liếc nhìn sang tài xế rồi nói: "Chuyện hôm nay đó, chú nhất định không được nói với ai nghe chứ. Nếu không thì..." Quân đưa khuôn mặt hù dọa, ông ta sợ hãi liên tục gật đầu. Cậu một lần nữa hối thúc ông ta chạy nhanh đến đó cứu người. Đúng là một lũ ngu, tự nhiên lại đâm đầu vào chỗ chết, còn hại mình bị bà lây. Một lúc sau, chiếc xe đậu bên ngoài bìa rừng, có một con đường mòn đi vào trong. Quân nhanh chóng mở cửa xe bước xuống, chuẩn bị chạy vào trong, thì quay lại thấy An Thư và Khang đi theo. "Hai cậu lại đây, không có đi theo." "Tại sao?" "Có gì tao giúp đỡ cho mày được mà." Quân khuôn mặt phức tạp nói: "Con Tam Nhãn Quỷ Đồng này tu luyện chỉ mới hơn 10 năm mà đạt tới mức quỷ thủ rồi, rất là khó đối phó. Nếu mà tớ sơ sẩy thì có thể hại tới hai người. Tớ không cần biết ai chết hay không, nhưng mà hai cậu tuyệt đối không được xảy ra chuyện. Tớ không thể giữ chiến đấu và bảo vệ hai người được, có hiểu chưa?" Hai người nghe như vậy cũng có chút ấm lòng, hiểu được nỗi khổ của Quân nên cũng không đòi đi theo nữa. An Thư bước lên, bất ngờ nắm lấy cổ áo của Quân, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu ta mà nói: "Cậu đó, tuyệt đối không được có chuyện gì, có hiểu chưa?" Trong ánh mắt của An Thư hiện lên một tia lo lắng. Quân cũng đang nhìn vào mắt cô, có chút phức tạp nói: "Hứa, nhất định sẽ không chết." Dứt câu, Quân quay bước chạy theo con đường mòn vào bên trong, bỏ lại phía sau là hai người bạn đang lo lắng.
Ở bên trong, con quỷ đồng đã hạ sát hết bốn tên pháp sư kia. Đầu rơi máu chảy khắp nơi, được con quỷ đồng hấp thụ. Phần các oán linh kia cũng không toàn vẹn, bị những pháp sư trước khi chết đánh cho biến dạng, hóa thành tinh phách. Chỉ còn một mình Minh Đăng thở hồng hộc đứng đối diện con quỷ đồng. Hắn đã sử dụng hết tất cả những chiêu thức mình có, nhưng hầu như không thể làm cho nó bị thương. Không ngờ nó lại mạnh tới như vậy. Hắn đang ôm tay trái của mình, đã bị quỷ đồng đánh cho đứt lìa, không thể tác pháp được nữa. Máu tuôn ra như suối trào, không thể ngăn cản. Nhìn anh em của mình nằm xuống, hắn hối hận vô vàn vì đã đưa họ vào chỗ chết. Nhất định tao sẽ giết mày, báo thù cho anh em tao. Với bộ dạng của mày bây giờ thì làm gì được tao. Tao đã hấp thụ hết máu của chúng nó, nên giờ pháp lực cũng tăng cao lắm rồi. Ông Long đứng sau chứng kiến từ nãy tới giờ cũng không có chút biến sắc. Lòng ông tuy có chút gì đó lo lắng nhưng không nói ra. Có lẽ giờ ông ta mới bắt đầu lo sợ. Một khi con quỷ đồng này mạnh lên, nó sẽ giết luôn cả mình. Đăng đỏ mắt nhìn con quỷ đồng, định nói thêm gì đó thì nó bất ngờ biến mất đi. Chưa đầy nửa khắc sau, đã xuất hiện ngay trước mặt Đăng. Bàn tay nhọn hoắt của nó đang định cắm vào cổ của hắn ta, thì bất ngờ trên trán hắn tỏa ra một luồng sáng, đánh bật con quỷ đồng ra. Ơ, đây là cái quái gì? Đăng quỳ xuống thở dốc. Hắn vừa sử dụng thiên nhãn, một loại pháp thuật cấp cao của giới đạo pháp. Phàm chỉ có những cấp bậc cao mới có thể mở được thiên nhãn, vì nếu không sẽ bị tác dụng phụ phản vệ làm hại bản thân. Nhưng dường như lúc này Minh Đăng đã quyết tâm. Hắn cũng thừa hiểu rằng một khi đã sử dụng thì về sau không bao giờ xài thêm được lần thứ hai. Thật sự hắn đã đi đến bước đường cùng. Minh Đăng ngước nhìn con quỷ đồng nói: Tao có chết cũng sẽ báo thù cho anh em tao, bạo phát đi. Hắn ngồi xuống xếp bàn lại, tay đưa lên trước bắt ấn. Cơ thể bất ngờ phát ra một luồng sáng, rồi phút chốc len lỏi qua da thịt nứt ra, hóa thành một ngọn lửa. Cả thân thể lúc này bay lên cao. Đây là một cấm thuật của giới đạo gia, gọi là thiên hỏa thiêu mình. Sức mạnh sẽ được tăng lên gấp mấy lần. Thường là khi bị dồn đến con đường cùng, không thể làm gì được nữa, pháp sư mới sử dụng tới. Sau khi sử dụng xong thì hồn siêu phách tán. Đang biết nếu không sử dụng cấm thuật này thì cũng sẽ bị con quỷ kia nuốt hồn mà thôi. Cho nên hắn mới chấp nhận liều mạng như vậy. Hắn chỉ hận mình yếu tài, không thể bảo vệ được đồng môn khi mang họ đến đây. Cơ thể Minh Đăng lúc này bốc cháy một ngọn lửa màu xanh lam. Ánh mắt trực cháy nhìn con quỷ động, hét lên một tiếng: Ngã vi, thiên sư, thủ nhân gian, bất nhập lục đạo, bất thành thiên, tà ma ngoại đạo, thiên cơ biến, phẫn thần toái cốt, vô sở cũ, đạo tâm bất cải, linh căn huyền, hồn phi phách tán, diệt vô oán, phù giao trực thượng, tam thanh thiên. Dứt câu, trên người hắn càng sáng rực rỡ hơn, bắn ra hàng loạt tia lửa xanh về hướng con quỷ động với một sức mạnh khủng khiếp, khiến cho nó phải thoái lui. Thấy không ổn, con quỷ đồng liền há miệng phun ra bốn linh hồn mình đã ăn lúc nãy để đỡ lấy toàn bộ lửa thiên của Minh Đăng. Nó vốn chỉ cần máu để tu luyện, hồn phách chỉ là thứ dùng để nó điều khiển thôi, cho nên nhả ra cũng không ảnh hưởng gì. Ngọn lửa cứ cuồng bạo thiêu cháy bốn linh hồn kia, không thể dừng lại. Đúng lúc này thì Quân cũng vừa chạy tới, chứng kiến cảnh này cũng chấn động trong lòng. Cậu cũng biết đây là một thuật chí tử, chỉ được sử dụng một lần duy nhất rồi sẽ bị hồn siêu phách tán. Điều này khiến cho Quân có chút bồi hồi, không thể tin được Minh Đăng lại có thể liều mình như vậy. Thật lòng cũng cảm thấy có chút kính nể trong lòng. Lát sau ngọn lửa cũng dần tắt, nhưng không thể diệt được quỷ độc. Nó vẫn đứng đó tươi cười, chỉ có bốn vong hồn kia là bị thiêu chết. Ánh mắt của Minh Đăng dần dần nhắm lại. Lần cuối hắn ngắm nhìn thế gian này, cuộc sống của một pháp sư vốn ngắn ngủi, được toàn vẹn linh hồn trong lúc hành đạo cũng là một cái may.
nhưng Đăng thì không được như thế. Lúc bé ba mẹ bị quỷ giết chết, nên hắn quyết định trở thành một pháp sư để báo thù cho cha mẹ mình. Cứ gặp quỷ là diệt, nên có tính tình nóng nảy cũng không thể trách được. Lần này xem ra hắn phải bỏ mình rồi. Hắn cười khổ nói: được chết trong lúc hành pháp cũng không tiếc, không tiếc một chút nào, không tiếc, không. Giọng nói dần nhỏ lại, rồi từ từ biến mất theo ngọn lửa, chỉ còn lại tinh phách bay lên bầu trời, rồi theo hướng bắc mà trở về âm ti. Cuộc đời cứ vậy kết thúc đi. Thằng ngu ngốc, định đánh bại tao hả? Còn non lắm. Bỗng nhiên từ trong bóng tối có một người bước ra, là Quân. Ánh mắt cậu sắc lạnh nhìn về hướng quỷ động. Dừng lại ở đây thôi, mày đã quá đáng lắm rồi. Quỷ động trợn mắt lên nhìn Quân, nó nhận ra cậu ngay, liền tức giận nói: thì ra mày cũng đến, khỏi tốn công tao phải đi tìm. Nợ mới nợ cũ, tao tính hết với mày. Quân không nói nhiều, đưa tay lên trước bắt thành một pháp quyết, rồi hô to: thiên địa đại đạo, ngũ hành tương khắc, hợp đại thành nhất, kim mộc thủy hỏa thổ, khai! Xung quanh bất ngờ xoay chuyển, tạo thành một vòng kết giới. Tất cả tà vật nhất định không thể nào thoát ra được, trong bất xuất, ngoại bất nhập. Quỷ động bị kết giới làm cho hốt hoảng, trong hư không như có thứ gì đó đang đè ép sức mạnh của nó lại. Ngũ hành trận pháp vốn là trấn quỷ, nếu người dùng đủ mạnh, có thể khiến cho con quỷ bên trong trận pháp bị giảm tu vi, cố gắng cũng không thể dùng hết một thân sức mạnh được. Ông Long ở phía sau lúc này cũng chứng kiến hết. Ông cũng ngạc nhiên nhận ra Quân, không ngờ hắn là kẻ đang đối đầu với mình. Điều không ngờ hơn là hắn đã bày mưu từ trước dẫn mình vào đây. Tưởng con mồi là bọn chúng, không ngờ chính mình lại là con mồi. Đối với Quân, ông ta thực sự căm thù. Quân đứng đối diện với quỷ đồng, cười nhạt nói: mày đã hại rất nhiều người, hôm nay tao sẽ thấy thiên hành đạo, diệt mày, đừng hòng mà thoát khỏi đây. Quỷ đồng ánh mắt lộ ra vẻ không tin. Tao không tin với trận pháp này, mày có thể lưu tao lại đây được? Dứt câu, nó nhúng mình bay lên cao, ý định thoát ra ngoài. Nhưng khi được nửa đường thì bị một luồng kim quang đánh ngược lại, văng xuống đất. Nó lết thân ngồi dậy. Không thể nào. Vô ích thôi, một khi trận pháp được kích hoạt thì không có tà vật nào thoát ra được cả, trừ khi tao chết. Tao đã nói với mày rồi, tao nhất định sẽ lưu mày lại được. Mày nghĩ có thể đánh bại được tao sao? Mối thù đó tao sẽ tính với mày ngay bây giờ. Quân bên kia cũng không nhiều lời, tay phải phóng ra ba linh phụ, xé gió lao đến quỷ động. Nó thấy vậy liền há miệng ra, đôn ra ba bãi máu xanh tanh tưởi. Phút chốc ba bãi máu hóa thành ba con dơi, lao vào chặn ba linh phụ kia nổ tung. Con mắt nó liền đảo vòng quanh, không thấy Quân đâu nữa. Con mắt thứ ba liền xoay chuyển. Con mắt này có thể giúp cho nó quan sát mọi thứ trong trận chiến, thấu thị tất cả. Không có gì là qua khỏi được con mắt này. Bởi vậy vì sao mà người ta gọi tam nhãn quỷ động thực sự rất mạnh. Bên trái! Nó hô lên rồi nhìn sang trái. Quân lúc này đã lao đến, trên tay là thiên long cổ định kiếm, bạo phát sức mạnh khủng khiếp, đâm thẳng về hướng quỷ động. Nó cũng không thảnh thơi mà lùi lại, hai tay nhanh chóng kẹp lấy thanh kiếm, mặc cho thanh kiếm đang thiêu cháy tay nó bốc lên một làn khói đen. Ánh mắt sắc lạnh nhìn Quân: mày không đủ sức mạnh để diệt tao. Vậy sao? Bất ngờ, Quân đưa ngón tay từ đầu lưỡi kiếm kéo xuống đuôi kiếm. Máu trong ngón tay rỉ ra, dính vào kiếm, khiến cho thanh kiếm phát ra một tia thanh quang, sát khí bốc lên ngùn ngụt. Quân buông thanh kiếm ra, lùi ra xa, quát lên một tiếng: thiên lộc phá! Thanh kiếm bạo phát gấp mấy lần lúc nãy, vang lên một tiếng trọng ngâm hung bạo, đâm xuyên qua người con quỷ động,
cắt đứt hai bàn tay của nó. Quý Đồng trợn mắt không thể tin mình lại bị xuất thủ, máu trên thân rỉ ra, miệng nó liên tục nôn ra máu. Nó cảm nhận được thanh kiếm này đang dần tiêu đốt linh hồn của nó, thân thể gục ngã xuống đất. Quân thấy một màn này liền hô to thu kiếm. Thanh kiếm tước ra khỏi người Quỷ Đồng, bay ngược về tay Quân. Lúc này Quân nhìn sang ông Long rồi bất ngờ chạy đến. Ông ta thấy vậy thì tái mặt chuẩn bị quay đầu thì đã bị cậu túm lấy. Tài bắt quyết trực tiếp điểm chỉ lên trán ông ta, truyền cương khí vào khiến cho ông ta bất động, rồi đá văng ông ta ra khỏi trận pháp. Còn mình thì chăm chăm nhìn về hướng Quỷ Đồng. Quỷ Đồng lúc này run rẩy, miệng bất ngờ mở toát ra rộng đến tận mang tai. Trong cuốn họng có hai bàn tay của thứ gì đó thò ra, rồi trực tiếp xé miệng Quỷ Đồng chui ra ngoài, máu huyết văng ra tung tóe. Nhìn kỹ lại thì đó lại chính là Quỷ Đồng, không khác gì cái thân thể lúc nãy. Nó thù hận nhìn Quân: "Mẹ mày, lại phá hủy linh thân của tao. Nếu như tao không nhanh tay đem thần thức phong ấn lại thì chắc đã chết rồi. Tên khốn kiếp." Nói trắng ra thì con Quỷ Đồng vừa mới lột da thay đổi thân thể mới, thân thể cũ đã bị Quân đánh cho nát bấy rồi. Mỗi lần lột da thì nó lại giảm sức mạnh đi một ít. Đây là lý do mà nó tức giận như vậy. Quân cũng đoán được nó sẽ không dễ dàng bị đánh bại như vậy, cho nên mới đề phòng phục kích lão Long trước, để tránh lúc mình sơ ý lão lại đi phá bỏ trận pháp của mình. Trận pháp này đối với quỷ thì có thể trấn áp, nhưng đối với con người thì vô dụng. "Tao biết mày sẽ không chết cho nên mới chờ, quả nhiên là còn chiêu này." Cả hai lại lao vào nhau. Quân phóng ra linh phụ, tay phải điều khiển liên tục đánh về hướng Quỷ Đồng. Nó cũng rất nhanh né tránh công kích. Cứ như vậy mà cuộc hỗn chiến xảy ra. Quân liên tục đánh pháp quyết về hướng nó, nhưng đều bị nó tránh né, sơ hở lại bị nó cào cho rách da. Hầu như Quân đều tung ra chiêu chí tử, nhưng không tài nào đánh trúng nó được. Nó rất là nhanh. Vốn Quân cũng là một pháp sư rất nhanh nhẹn, có thể tận dụng thời cơ đánh chết đối phương lúc nào không hay. Liên tục đánh rồi thủ, bất ngờ từ chiêu này sang chiêu khác, nhưng bây giờ lại không thể đánh thắng được Quỷ Đồng. Trong lòng tức giận, con mắt thứ ba của nó quả nhiên là phiền phức lớn. Quân lùi lại, tay phải quất ra xích ma về hướng Quỷ Đồng. Nó thấy pháp khí lợi hại liền né tránh ngay, không dám ngu ngốc mà lấy cứng đối cứng. Quân gạo lên: "Chạy con mẹ mày, chết đi!" Xích ma tung bay trên hư không, phân ra thành nhiều hư ảnh, liên tục công kích Quỷ Đồng. Mắt Quỷ Đồng đảo liên hồi, cũng nhanh chóng né được hết. Quân thấy không ổn, liền thu lại xích ma. "Mày đùa với tao sao?" Quân thở hồng hộc mà chửi. Quỷ Đồng cười lên ha hả: "Sao, mệt rồi hả? Lên nữa đi." Biết là nó đang chọc giận mình, Quân cố gắng bình tĩnh trở lại. Trong ba lô lấy ra 9 đồng tiền, kẹp vào 10 ngón tay, sau đó đưa lên phía trước, biến ảo ngón tay thành một mắt phượng hoàng, miệng niệm chú: "Trời sinh thiên, đất sinh địa, giữa thiên địa sinh phượng hoàng, giết trừ tà ma, cấp tốc quý vị." 9 đồng tiền trên tay bất ngờ phát sáng, sinh ra một cổ hơi thở, chính là hơi thở của phượng hoàng. Quân liền phóng ra 9 đồng tiền lên cao. Mấy đồng tiền biến hóa, sắp xếp, rồi phút chốc hóa thành một bóng dáng của phượng hoàng lao đến Quỷ Đồng, toàn thân bao bọc bởi một thứ lửa đỏ rực cháy trong màn đêm. Quân đưa tay thi triển pháp quyết điều khiển phượng hoàng. Quỷ Đồng bắt đầu nhún chân, sau lưng bỗng nhiên rách toạc ra, rồi bất ngờ mọc ra cái cánh trông như cánh dơi. Phốc một cái, nó bay lên đối mặt với phượng hoàng, hai tay hung bạo nắm lấy hai cánh của phượng hoàng, mặc cho ngọn lửa đang thiêu cháy. Nó không đào mà càng ngày càng hung bạo hơn. Phượng hoàng trú lên một tiếng kinh dị, rồi há miệng định mổ vào mặt Quỷ Đồng. Nó đoán trước được nên cũng né tránh, nhảy lên lưng phượng hoàng, bẻ đôi cánh của nó quặp ngược ra đằng sau. Quân ở bên này mồ hôi nhễ nhại, không ngờ con Quỷ Đồng này lại trâu bò như vậy, đánh mãi không biết mệt. Trong một khắc,
nó liền xé toạc đôi cánh của Phượng Hoàng đi, miệng cứ la cười lên khoái chí. Quân lúc này thấy thế thì hét lên một tiếng: "Giết!" Phượng Hoàng hai mắt sáng quắc lên, quay phắt lại, mổ thẳng lên con mắt giữa của quỷ đồng, rồi rơi xuống tan biến đi, chỉ còn lại những đồng tiền mà thôi. Quỷ đồng bị phá hủy con mắt thứ ba thì cũng đau đớn mà gào lên, máu cứ vậy mà phun ra. Con mắt thứ ba vốn là thứ bất trời thân, nếu như bị phá hỏng thì cho dù có lột xác cũng không có lại được. Nó đã hoàn toàn bị phế, thân thể nó kiệt quệ rơi xuống đất rồi nằm im bất động. Hơn vài phút mà không có động tĩnh gì, Quân nghĩ mình đã hạ được nó, cũng buông lỏng cảnh giác bước tới. Khi nhìn vào thân xác của nó thì thở dài, toàn thân nó là vết thương do Phượng Hoàng gây ra, cũng có một số là do Quân. Cậu cảm nhận trong người nó không còn một tia quỷ khí nào. Nó đã thực sự chết, hay mọi chuyện cứ như vậy mà kết thúc hay sao? Bất ngờ hai mắt quỷ đồng mở trừng trừng nhìn về phía Quân. Thế vậy, cậu cũng không kịp phản ứng, liền bị nó bay lên trước mặt, hai tay bấu chặt vào vai Quân, đánh bật cả máu ra, khiến cho cậu không thể di chuyển được. Càng ngày nó càng bấu sâu vào da thịt. Quân đau đớn cắn răng nhìn quỷ đồng. Lúc này nó khuôn mặt vặn vẹo, oán hận nhìn Quân: "Dám phá con mắt thứ ba, 10 năm tu luyện của tao, mày phải chết!" Nó há miệng phun ra một luồng quỷ khí dày đặc, chui vào mũi miệng của Quân. Hai mắt cậu lúc này đỏ lên, đang cố vận cương khí để chống trả quỷ khí, không cho nó chui vào kinh mạch. Một tay đưa lên trực tiếp nắm lấy cổ quỷ đồng, truyền cương khí vào người nó. Vừa đẩy quỷ khí ra ngoài, vừa truyền cương khí đánh bại quỷ đồng như thế này, chỉ có những pháp sư cường đại mới làm được. Nhưng phải đánh đổi phần trăm sống, hên thì sống, xui thì chết. Quân bây giờ không còn cách nào khác, một là cùng chết, hai là mình chết. Với sức hiện tại cũng không thể kịp rút ra pháp khí nữa rồi. Quỷ đồng cũng không khá hơn là mấy, sắc mặt tím tái còn hơn lúc trước, nhưng nó nhất quyết không buông tay, liên tục nhả quỷ khí ra. "Nếu thích thì tao với mày cùng chết." "Tao mà sợ chết hả? Nếu tao sợ chết thì đã không tới đây." Cứ vậy mà cả hai bám víu lấy nhau không buông. Từ đâu một thân ảnh bên ngoài lao vào đánh văng Quân ra xa, cắt ngang quá trình, khiến cho quỷ khí tiêu tán. Nhìn lại thì đó là An Thư. Từ lúc cậu bước vào, cô ấy đã lo lắng nên lén đi theo. Mắt thấy cậu lâm nguy liền lao vào ứng cứu, sợ Khang ngăn cản nên cô đã cho nó uống thuốc ngủ không dậy được. Quân bị đẩy lăn lông lốc trên nền đất. Khi định thần nhìn lại thì đó là An Thư, liền chấn động quát lên: "Đã bao lời được của dạo mà, mau chạy đi!" An Thư ánh mắt sâu nặng nhìn Quân: "Không, không kịp nữa." Quý đồng bị phá ngang, tức giận nắm lấy cổ An Thư cạnh bên, cho nhìn Quân cắt lên: "Tao không biết con này là ai, chứ một khi đã phá chuyện của tao thì phải chết." Quân ở xa không kịp chạy tới, chỉ kịp gào lên: "Không, không!" Quý đồng vận khí chuẩn bị diệt An Thư thì bất ngờ khựng lại, suy nghĩ gì đó rồi nhìn Quân cười: "À, tao vừa suy nghĩ đến một chuyện hay lắm. Mày có muốn nó sống hay không?" Quân không nghĩ mà gật đầu ngay: "Tao muốn." "Chỉ cần mày bỏ trận pháp cho tao ra ngoài, tao nhất định sẽ không giết nó. Có làm được không?" Quân khựng lại. Nếu phá bỏ trận pháp để nó ra ngoài thì không biết tương lai nó sẽ hại bao nhiêu người nữa. Như vậy là không được. Nhưng An Thư đang trong tay nó, nếu mình không toại nguyện cho nó thì nhất định cô ấy sẽ chết. Cậu đang lưỡng lự không biết như thế nào thì An Thư lên tiếng: "Cứ mặc kệ tới, giết nó đi. Tuyệt đối không được mở trận pháp ra, nó sẽ hại người khác. Và đặc biệt, tớ không bao giờ muốn thấy cậu chết." "Không, tớ nhất định sẽ cứu cậu bằng mọi giá. Ai chết tới mặc kệ." "Quân, tuyệt đối không mà." Nói đến đây, bất ngờ bị quỷ đồng bóp chặt hơn, nó gằn lên: "Nhanh lên,
Tao mà không chờ được thì nó cũng không xong đâu. Quý Đồng biết dựa vào sức của nó bây giờ không thể đánh bại quân nữa, cho nên chỉ có cách tẩu thoát thôi. Dùng An Thư làm con tin, sau này ra ngoài tu luyện một thời gian sẽ quay lại báo thù. Quân không biết làm gì, hai mắt nhìn xung quanh, bỗng nhiên đứng dậy chạy ra ngoài trận pháp, lôi vào một người. Tài giáng lên trán hắn một lá diệt hồn phụ, rồi nhìn về phía Quỷ Đồng. Nếu mày dám động thủ, tao sẽ cho hồn phách của ba mày tàn biến ngay lập tức. Thử xem. Khuôn mặt của ông Long vặn vẹo trông rất khó coi. Cứu bà, bà không muốn chết đâu con. Mày dám bắt ba tao, buông ra. Mày mà buông người của tao ra, tao sẽ buông lão ra. Nếu không thì đừng có trách tao. Quý Đồng nhìn vào mắt Quân, nhận ra tên này không phải đang hù dọa. Hắn có thể vì người này mà bất chấp. Nó đáp: mày buông ba tao ra đến đây, khi chạm vào được ba tao thì tao sẽ thả người của mày ra. Quân nhíu mày nhìn nó. Dù sao thì linh phụ cũng đã ở trên trán của ông ta, buông ra cho ổng đi đến đó cũng không sao. Nếu nó dám manh động, mình sẽ không ngại mà hủy hộp ông ta. Được, nếu mày có gì mờ ám, tao diệt lão ngay đó. Dứt câu, Quân buông tay cho ông Long đi về hướng Quỷ Động. Ánh mắt vẫn dõi theo nhất cử nhất động của nó. Một lúc sau, ông ta đi được hơn nửa đường thì bất ngờ Quỷ Động cười lớn, cánh tay dài ra với tốc độ cực nhanh, tiến đến ba mình, lột lá phù trên trán ông ta ra trước sự bất ngờ của Quân. Không ngờ nó lại dám dùng đến chiêu này. Nó cầm lá phù trên tay mà cười lớn. Mày thua rồi. Lúc này, ánh mắt của nó chú ý đến linh phù trên tay, lật lên. Bên dưới từ đâu đã xuất hiện thêm một linh phù màu tím nữa. Cái gì? Là thần phù? Quân lập tức đưa tay bắt ấn. Thái thượng tam thạch, thần thiên diệt địa, tiêu trừ tà ma, tử vi thiên hỏa, khai! Hóa ra Quân đã ngậm dán lá thần phụ phía dưới linh phụ kia. Vốn cậu không tin tưởng Quỷ Đồng cho nên mới bày ra kế này, không ngờ lại thành công. Linh phụ lúc bấy giờ phát ra một cổ lực lượng hùng hậu, thiêu cháy Quỷ Đồng. Nó gào thét đau đớn, ánh mắt oán hận nhìn Quân. Thằng chó, không ngờ mày lại quỷ kế đa đoan như vậy. Được lắm, tao sẽ giết người của mày ngay bây giờ. Quân hết tốc lực chạy đến, nhưng xa hơn mấy mét, không thể tiếp cận được, chỉ kịp thét lên. Cậu, An Thư! Tuy nó đang bị tử vi thiên hỏa thiêu mình, không thể chống cự được, nhưng đã kịp nắm lấy đỉnh đầu của An Thư, truyền quỷ khí vào người. Một khi quỷ khí xâm nhập vào người, thì sẽ đẩy dương khí ra, khiến cho người đó chết đi. An Thư khẽ nhìn Quân, rưng rưng nói: Quân, không kịp nữa rồi. Hai mắt Quân đỏ hoe từ lúc nào. Cậu không muốn An Thư phải chết, không muốn một chút nào cả. Bỗng từ đâu, một thân ảnh màu xanh lam bay sượt qua, đánh vào người Quỷ Đồng, khiến cho nó bật ra xa đau đớn. Bị thần phù thiêu đốt, còn bị đánh bất ngờ, càng làm cho nó đau đớn hơn. Đó là Tử Văn. Hắn xuất hiện kịp lúc để cứu An Thư, đem cô ra ngoài trận pháp. Quân nhận ra đó là Tử Văn, liền hỏi ngay: Nè, có ý sao rồi? Tử Văn kiểm tra một lúc rồi lắc đầu. Quỷ khí đã xâm nhập hầu như toàn bộ cơ thể, xem ra khó sống rồi. Quân lắp bắp, hai hàng nước mắt tuôn trào. Không thể như vậy được, không thể nào. Chợt An Thư thều thào nói: Mau diệt nó đi, kẻo tớ lại hy sinh vô ích. Quân cơn giận bùng nổ lên, nhìn sang con Quỷ Đồng đang bị thiêu cháy kia mà gằn lên: Tao giết mày! Lại nói Quỷ Đồng lúc này không còn cách nào khác, đành lột xác một lần nữa, từ bỏ thân xác đang bị thiêu cháy. Lần này tu vi của nó sẽ đại giảm, nhưng đã hết cách rồi, đành đánh liều một phen. Nó vừa chui ra từ trong thân xác cũ thì từ đâu một sợi xích lao đến trói chặt lấy nó, khiến cho nó không kịp hiểu chuyện gì. Quân lạnh nhạt bước đến,
trên tay là Thiên Long Cổ Định Kiếm, đang bốc lên sát khí ngùn ngụt. Khi đã đứng đối diện với con quỷ, cậu mới phát tiết: mày dám làm hại người quan trọng nhất của tao, giết nhiều người vô tội. Ban đầu tao nghĩ mày là một đứa trẻ ngây thơ, do bị tà thuật luyện ra cho nên mới hóa quỷ, còn có ý định cho mày siêu thoát. Nhưng đã đến nước này thì tuyệt đối không thể tha. Quân vung kiếm lên, ý định đâm chết nó. Tha cho con đi, con chỉ là một đứa trẻ. Tao đã nói giết là sẽ giết, đừng có lừa người. Thanh kiếm lúc này đã đưa lên cao, mũi kiếm chĩa thẳng vào nó. Kiếm quang lập lòe, phát ra một cổ sát khí cường đại, không thể chống trả được. Tam nhãn quỷ đồng thấy cảnh này liền hãi hùng. Nó biết là Quân không hề nói đùa. Ánh mắt liếc nhìn sang ba mình đang bất động bên kia, nội tâm có chút chua xót. Cho dù ông ta giết mẹ nó, giết luôn nó để hóa nó thành quỷ, thì ông ta vẫn là ba ruột của nó. Kể cả ông ta có sai nó đi giết bất kỳ ai, thì nó nhất định cũng không cau mày. Nhưng hiện tại có lẽ không làm gì được nữa rồi, nó sẽ chết. Nó nhắm mắt lại và đón nhận. Bất ngờ từ đâu, một giọng nói cất lên: pháp sư Dân Gian, xin ngừng tại. Quân nghe âm thanh này vang vang lạ thường, lại rất uy nghiêm, cũng đưa mắt nhìn sang. Từ dưới đất hiện lên một bóng hình, mặc trường bào màu đen, khuôn mặt lãnh khốc, chân mày rậm cao có, bên eo có đeo theo một sợi dây xích. Nó là Câu Hồn Tác. Dưới bụng nó có một cái miệng rộng đang phát ra âm thanh: đại pháp sư, chào. Bên kia, Tử Văn thấy cảnh tượng này liền tái mặt. Kẻ đó không ai khác, chính là đại quỷ sai của âm ty. Không biết xuất hiện ở đây làm cái gì. Hắn sợ là tới bắt mình, nên vội bay đi trốn, bảo An Thư nằm im không được động đậy. Nếu nhìn trực tiếp vào quỷ sai, có thể dẫn tới đuôi mù. Quân có chút bất ngờ, nhưng cũng lấy lại bình tĩnh nói: tại sao ngài tới đây còn ngăn cản ta diệt quỷ? Bọn ta được lệnh âm tinh giao phó đến để bắt con quỷ đồng này. Vốn từ lâu nhân gian chưa thấy tam nhãn quỷ đồng xuất thế, nghe tin nó xuất hiện ở đây nên mới tìm đến. Còn nghe nói nó hại rất nhiều người nữa. Sở dĩ quan sai này không nói chuyện bằng miệng là vì sợ nuốt phải dương khí trên nhân gian, mới dùng bụng để nói chuyện. Quân nghe ông ta nói xong thì cười nhếch môi. Cười nói như vậy chẳng phải là có hơi bất động hay sao? Ban đầu nói được âm ty sai đến đi bắt quỷ, nhưng từ khi nó xuất hiện, người có xuất hiện hay không, để bao nhiêu người phải chết, kể cả pháp sư chúng tôi, bây giờ tự nhiên đến đây nói như vậy, chẳng phải là phủi bỏ công lao của ta hay sao? Quỷ sai nhíu mày rồi lớn giọng: việc trừ ma vệ đạo vốn là của pháp sư nhân gian các ngươi, ta không can thiệp vào. Bây giờ ngươi đánh bại được nó, ta đến đem quỷ đồng đi, thì ta hứa sẽ nói với âm ty gia tăng âm đức cho ngươi, sau này có khi còn được trọng dụng. Quân vẫn đứng đó, khuôn mặt không đổi. Ta không cần quan tâm đến âm ty gì của các ngươi cả, bọn ta cũng không phải làm việc cho âm ty các ngươi. Con quỷ đồng này dám động đến người của ta thì ta giết. Cho dù ngươi có kêu lão Diêm Vương đến đây thì cũng chưa chắc cản được ta. Quỷ sai cầm Câu Hồn Tác trên tay, cho lạnh giọng nói: ngươi dám cãi lời của âm ty sao? Chứ ta cãi thì làm sao? Một khi ta đã định kẻ nào phải chết thì kẻ đó phải chết. Dứt câu, Quân đâm kiếm về hướng cổ quỷ đồng. Quỷ sai không ngờ hắn lại dám ra tay, liền quăng Câu Hồn Tác về hướng kiếm của Quân, xoay tròn rồi quấn chặt thanh kiếm, ngưng động tác đâm xuống của Quân. Nếu người dám xuống tay, sau này sẽ không sống yên ổn đâu. Quân không nói gì nữa, ánh mắt đỏ lên, cắn lưỡi phun máu vào thanh kiếm. Thanh kiếm dính máu, phát ra một luồng thanh quang, gia tăng sức mạnh lên gấp mấy lần. Quân cầm đuôi kiếm xoay một vòng, khiến cho Câu Hồn Tác của quỷ sai buông lỏng. Chỉ chờ có như vậy, cậu liền mạnh bạo đâm xuống cổ quỷ đồng.
phập một tiếng xuyên qua cổ, máu quỷ bắn lên tung tóe. Quỷ đồng trú lên một tiếng quái dị, da của nó nứt toát ra, trong vết nứt bốc ra một thứ ánh sáng kỳ dị. Sau đó cả thân thể tan biến thành tinh phách, bay đi tứ tán. Động tác quá nhanh và mạnh, cho nên quỷ sai cũng không kịp phản ứng, trơ mắt mà nhìn. Khi mọi việc đã xong, hắn bắt đầu căm giận nói: "Ngươi thật là lớn mật, dám cãi lời của ông ti, ngươi sẽ hối hận." Quân đứng đối diện với quỷ sai, tay phải là Thiên Long Cổ Định Kiếm, tay trái là Xích Ma. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào quỷ sai, không chút sợ hãi. "Nếu người muốn đánh thì lên đi, ta đây cốc sợ gì hết." Hai người cứ vậy mà nhìn nhau, không ai động thủ. Quỷ sai lúc này cũng không nói gì, mà bất ngờ chìm dần xuống đất. Ánh mắt phức tạp nhìn Quân, để lại một câu: "Ta sẽ báo tin này lại với âm ti, rồi sẽ sớm gặp lại ngươi thôi." Có lẽ hắn không muốn gây phiền phức trên nhân gian nên mới đi, chứ với tình trạng hiện tại của Quân thì có 8 cái mạng cũng không đánh lại hắn ta. Quân thở dài rồi nhớ tới An Thư, liền lao tới ngay. Tay nắm lấy bàn tay của cô, hai mắt rơi lệ. Cậu hận là không thể kịp cứu cô. "Cậu có làm sao hay không? Cậu thấy như thế nào? Đau ở đâu?" An Thư đang nằm trong tay Quân, ánh mắt nhìn cậu không vui không buồn. Tớ thấy rất lạnh, rất lạnh." Quân khẽ ôm cô vào lòng. Như thế này đã ấm hay chưa?" "Cậu thật là ngốc đó. Tại sao lại cãi lời quỷ sai, giết quỷ đồng? Sau này có khi lại phiền phức cho mình. Không lẽ vì tớ sao?" Quân nắm chặt lấy tay cô rồi nói: "Kẻ nào dám làm hại người bên cạnh của tớ thì tớ giết. Cho dù cả âm ti kéo đến đây, tớ cũng giết cho bằng được. Bây giờ cậu không nên nói nhiều đâu, tớ sẽ cứu cậu bằng mọi giá." "Liệu có kịp hay không?" "Nhất định kịp." Tử Văn bất ngờ từ phía sau xuất hiện nói: "Lúc nãy có quỷ khí trong người nàng ta rất là thịnh, e là..." Quân liếc mắt nhìn hắn rồi quát lên: "Im miệng cho ta, An Thư sẽ không chết." Dứt câu, hắn đưa cương khí vào người An Thư kiểm tra. Được một lúc, cậu trừng mắt rồi buông tay đứng dậy, khóe môi có chút giật giật. Sao lại như vậy? Trong người hoàn toàn không có quỷ khí đó. Hai người đang lừa ta sao?" Tử Văn nghe vậy cũng khó hiểu. Rõ ràng lúc nãy kiểm tra là không thể cứu vãn được mà. Hắn cũng đã thử đưa tay kiểm tra lại, và quả nhiên không có một tia quỷ khí nào trong người An Thư. Cô cũng bất giác ngồi lên, không hiểu chuyện gì nói: "Lúc nãy cảm thấy rất khó chịu, sao bây giờ lại cử động được?" Quân bèn nhớ ra cái gì đó, bèn cầm lấy tay của An Thư, khiến cho cô đỏ mặt. Chậm rãi rút trong ngón tay cô ra một chiếc nhẫn. "Đúng là nói rồi, thật không ngờ mà." Nhớ lại lúc đi lên Đà Lạt có cho cô một chiếc nhẫn ngọc bích có thể chống lại quỷ khí, chắc nó đã giúp cô hút hết quỷ khí bên trong cơ thể ra. Dù sao thì nó cũng được Quân tế luyện rất lâu, nên cũng khắc chế quỷ khí rất mạnh. Xem ra lần này nó đã cứu cô một mạng rồi. Tiếc ở chỗ là giờ đây nó đã chuyển thành màu đen rồi nứt ra, nên cũng không thể sử dụng được nữa. Sau khi giải thích một hồi thì hai người kia mới hiểu, liền gật đầu. Quả nhiên là trong họa có may, cuối cùng thì cũng giải quyết được quỷ đồng mà không ai phải chết ngoài đám pháp sư kia. Nhẹ nhõm thật. Quân quay qua hỏi Tử Văn: "Nè, lúc nãy trận pháp của ta còn hoạt động, tại sao ngươi lại vào cứu An Thư được vậy?" Tử Văn liếc mắt nhìn hắn rồi đáp: "Ngươi không nhận ra, từ lúc ngươi phát động thần phù thì trận pháp đã bị phá vỡ rồi sao?" Nhắc đến đây cậu mới nhớ lại, trận pháp nếu người dùng rối loạn thì ác cũng loạn, đặc biệt là khi cậu kích hoạt thần phù sử dụng cương khí rất lớn. Chẳng trách sao mà quỷ sai có thể chui vào được. Chợt nhớ đến quỷ sai, hắn nói:
Thật không ngờ quỷ sai lại muốn bắt Tam Nhãn Quỷ Đồng. Không biết đi làm gì. Bình thường thì làm gì có chuyện đó chứ. Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Dù sao thì cũng xong rồi. Đắc tội thì cũng đã đắc tội rồi. Suy nghĩ làm chi cho mệt. Quân tiến tới đỡ An Thư dậy, kiểm tra một lần nữa, xác định không có gì mới yên lòng. Còn không quên dặn An Thư giúp mình tìm một chỗ thiêu xác để đem mấy bộ xương này đi xử lý, rồi chính mình sẽ đem đến một môn phái nào đó của pháp thuật giới để cho họ an táng. Riêng Minh Đăng không còn xác, cậu chỉ bốc đại một nắm đất dưới chân lúc cậu ta chết để mai táng cho có lễ nghĩa. Dù sao cũng từng gặp nên không thể làm ngơ. Phía bên kia, ông Long tỉnh lại trong cơn ngơ ngác, ánh mắt lạc thần liên tục tìm con của mình. Dường như quỷ đồng chết khiến cho ông ta không còn gì nữa nên đã hóa điên, liên tục gào khóc. Chắc vì ông ta không còn người giúp mình, hay là vì thương con cũng không ai biết được. Quân mặc kệ ông ta, vì tiền mà dám làm nên điều như vậy, báo ứng cũng đáng thôi. Lát sau có chiếc xe đến chở mấy bộ xương đi. Vì không muốn làm lớn chuyện nên cũng không ai nói với ai, chỉ âm thầm mà làm. Với gia thế của An Thư thì giấu nhẹm đi chuyện này cũng không phải là vấn đề. Thêm nữa những người chết đều là những pháp sư hành tung luôn bí mật, cho nên cũng không mấy rắc rối. Thế là cả đám lên xe trở về nội thành. Thằng Khang mở mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Hồi lâu sau nghe Quân giải thích thì mới vỡ lẽ ra, âm thầm mắng chửi An Thư dám chút thuốc mê mình. Hên là chưa làm gì mình, nếu không thì anh đây mất đời trai. An Thư quay sang nhìn Quân nói: Cảm ơn. Tôi phải cảm ơn cậu mới đúng. Nếu không có cậu thì tôi chết rồi. Mình thực sự quan trọng với cậu vậy sao? Đương nhiên, ai bên cạnh tôi cũng quan trọng hết. Tôi không muốn ai phải chết cơ, hiểu không? An Thư trong lòng vui sướng, ít ra cậu ta cũng có mình trong lòng. Mà khoan, cái cảm giác này nó hơi lạ. Không lẽ mình đã... Cô nghĩ tới đây thì chợt lắc đầu. Không phải. Không phải cái gì? Không có gì. Cứ vậy mà một đêm kỳ dị trôi qua. Sáng hôm sau, Quân đến nhà Bi thông báo mọi chuyện đã xong. Cô chú Sơn nghe như vậy cũng vui vẻ, đối với Quân vô cùng kính nể. Nói nếu sau này có chuyện gì, chỉ cần đến nói một tiếng, cô chú sẽ giúp ngay. Quân cũng không câu nệ mà gật đầu. Riêng Vi thì cứ bám theo Quân để hỏi các thứ về pháp thuật. Còn mắng chửi vì không đem cô đi đánh quỷ đồng, ở nhà chán muốn chết. Nói về Tử Văn thì từ ngày đó cũng đi theo Vi, liên tục bị cô dán phù lên mặt. Cũng là vì Quân đã hạ phù chú lên người hắn nên hắn cũng không thể bỏ đi được. Về mấy vấn đề hữu cốt đã giao đến nhà, Quân cất đại vào ba lô chờ ngày đem đi. Vì không biết địa chỉ nên hỏi mẹ của Vi lúc trước mời đăng ở môn phái nào để biết đường mà lần tới. Cô bảo đợi một hai ngày gì đó họ trả lời thì cô sẽ báo cho. Quân cũng yên tâm mà chờ. Hôm nay Quân mặc quần áo Doraemon mà An Thư mua cho lúc trên Đà Lạt, ngồi trước phòng trọ cầm tô cơm mà nhai. Đang ngơ ngác thì đằng sau có tiếng gọi: "Sư phụ." Thì ra là Vi. Quân không biết cô ta đến tìm mình có việc gì hay không. Có chuyện gì? Vi nhìn bộ đồ mà Quân đang mặc cũng không nhịn được cười. Quân đỏ mặt nói: "Cười cái mẹ gì, nói nhanh đi." Vi lấy lại bình tĩnh, nói là mẹ mình đã tìm được địa chỉ đạo quán của họ, nghe nói là ở tận An Giang. Còn có địa chỉ, tên đạo quán đó là Hư Không Phái. Quân nghe tới đó thì giật mình. Đây cũng là quê của cậu mà. Ê, có thật là ở An Giang không? Thật á. Xem ra lần này á phải về quê một chuyến rồi. Sẵn tiện đem hài cốt về cho môn phái của họ. Sư phụ cho em đi chung, về ra mắt lão gia gia được không? Thôi cũng được. Ngày mai khởi hành. Địa điểm chính là Hư Không Phái, địa điểm phụ là nhà của anh.
Thế là một cuộc hành trình về quê như vậy mà bắt đầu. Chưa biết sẽ có chuyện gì xảy ra hay không. Tất cả mọi người vừa nghe xong trọn bộ truyện Tam Nhãn Quỷ Đồng của tác giả Hào Phan. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.